chương 1580, thánh nhân truyền gọi thưởng. Chỉ là một hồi, đám người trên quảng trường đột nhiên bắt đầu náo động, từng cái từng cái châu đầu ghé tai, lộ ra biểu hiện khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Lấy thính lực của Lăng Hàn đương nhiên nghe được rõ ràng, mọi người đang thảo luận chuyện mới vừa phát sinh, cũng chính là hắn một đòn liền oanh cổ lượng trọng thương. Giả đi, sao lại có thể như thế nhỉ? Phải, cổ sư huynh là hàng hà cảnh trung cực vị hậu kỳ, hơn nữa còn nắm giữ dư âm dương ngũ hành trận, muốn đánh bại hắn làm sao cũng phải là trung cực vị đỉnh cao, huống chi còn muốn một chiêu đánh bại hắn, vậy chỉ có thể là đại cực vị sơ kỳ. Người đừng nói với ta, một tinh thần cảnh có thể có được sức chiến đấu của hằng hà cảnh đại cực vị, cái này đánh chết ta cũng không tin. Tuyệt đối không thể, coi như nắm giữ thánh khí cũng không được, giới hạn ở cảnh giới, tinh thần cảnh căn bản không thể thôi phát thánh khí đến uy lực quá cao. Tất cả mọi người lắc đầu, mới đầu là khiếp sợ, nhưng kế tiếp chính là hoài nghi, không có một người tin tưởng. Ngay cả những người tận mắt nhìn thấy kia cũng đang hoài nghi con mắt của mình, huống chi bọn họ chỉ là lời truyền miệng. Lăng, Lăng Hàn ở đây, có người đột nhiên chỉ vào Lăng Hàn nói. Lăng Hàn cũng không có che giấu thân hình, liền quang minh chính đại mà đứng như vậy, tự nhiên bắt mắt. Một chỉ này, ánh mắt của mọi người đều nhìn lại. Lăng Hàn xuất hiện ở đây, nói rõ cái gì, cổ lượng đánh lén tất nhiên thất bại. Hí, lẽ nào lời đồn là thật, Lăng Hàn thật đánh bại cổ lượng. Xeo, một bóng người trực tiếp bay đến trước Lăng Hàn, phía sau có một tinh hà lượn lờ, tỏa ra khí thế vô tận. Đây là một vị cường giả hàng hà cảnh trung cực vị, cũng là mấy người thực lực mạnh nhất trên quảng trường. Đám bá chủ nhậm phi vân, còn có cường giả hàng hà cảnh đại cực vị, bọn họ đại diện cho sức chiến đấu cao nhất của bát việt, tự nhiên được Minh Tâm Thánh Nhân nhìn với con mắt khác, bình thường sẽ triệu tập qua, truyền thụ trận đạo càng cao hơn. Loại truyền đạo phạm vi lớn này, đám bá chủ là sẽ không tới, bởi vì đến cũng không có thu hoạch gì sớm mấy triệu năm trước đã nắm giữ thuần thục rồi ta không tin ngươi có thể đánh bại cổ lược tiếp ta một chiêu người kia không nói hai lời trực tiếp ra tay một chỉ điểm ra hóa thành một cây thương màu vàng chấn áp tới lăng hàn rất có ý đâm thủng hắn lăng hàn giận một quyền ngưng ra hung hãn đón nhận oanh mười tòa sát trận phát huy sát khí vô tận tuôn ra ngay cả thanh thiên cũng có thể đâm thủng người kia như giấy mỏng bị đánh bay trong miệng phun máu tươi chỗ hất tới nháo nha nháo nhác khắp nơi đây chính là máu của hằng hà cảnh một giọt còn nặng hơn núi cao hơn nữa còn mang theo tinh khí sinh mệnh bàng bạc lực phá hoại cực kỳ đáng sợ oanh người kia rơi trên đất tứ chi hơi co giật miệng sùi bọt mép toàn trường ồ lên vừa rồi còn đang nói lăng hàn không thể đánh bại cổ lượng kia là một lời đồn nhưng một cái chớp mắt sau lăng hàn đánh bại một sư huynh khác thực lực tương đương cổ lượng ở trước mặt tất cả mọi người đường đường chính chính không có âm mưu gì là chính diện một đòn, nghiền ép mà thắng. Tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn như cá chết. Vù, thanh âm đại đạo đột nhiên từ trong thiên địa truyền đến, hoa sen màu vàng từ trên trời giáng xuống, làm cho tâm thần người đều lâng lâng, không thể nói bằng lời. Đây là có thánh nhân đến, chỉ thấy ở trên đài sen, minh tâm thánh nhân đột ngột xuất hiện, ai cũng không có phát hiện hắn là làm sao xuất hiện, thật giống như hắn vốn phải ở nơi đó. Ánh mắt vị thánh nhân này đảo qua, thời điểm xẹt qua lang hàn đột nhiên ngừng lại, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không có dùng hỗn độn khí che khuất mặt, bởi vậy kinh ngạc như vậy bị mỗi người bắt lấy. Chuyện này, một vị thánh nhân, trời sập ở trước mắt cũng sẽ không nháy mắt, bởi vì tiện tay nâng lên, liền có thể chống trời, làm sao có khả năng sẽ thay đổi sắc mặt. Hắn ở trên người lăng hàn nhìn thấy gì, lại có thể để một vị thánh nhân thay đổi sắc mặt. Ngẫm lại, cái này tựa hồ cũng rất bình thường, người gặp qua tinh thần cảnh nào có thể đánh bại hàng hà cảnh, hơn nữa còn là trung cực vị chưa. Minh tâm thánh nhân nhìn Lăng Hàn rất lâu, lúc này mới thu hồi ánh mắt nói. Ngày hôm nay chú ý trận đạo cơ sở biến hóa, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Hắn bắt đầu truyền đạo, nói đơn giản thấu đáo, lấy thánh nhân lý giải đối với trận đạo đương nhiên là cực kỳ tinh tế, cũng cực kỳ sâu sắc, phân tích rất nhiều chi tiết nhỏ chú ý không tới, để tất cả mọi người không ngừng gật đầu, bừng tình. Những cái này là đồ vật bọn họ bình thường hay quên, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, bọn họ căn bản không có nắm giữ thuần thục, còn có không gian tiến bộ rất lớn. Lăng Hàn cũng xác minh, hắn là vì tiến quân thánh cấp trận đạo mà chuẩn bị. Món đồ gì dính vào một chữ thánh đều không bình thường, yêu cầu vô số tích lũy, mà muốn ở trên trận đạo tiến quân thánh cấp, yêu cầu hắn lĩnh ngộ thấu triệt hết thảy trận đạo cơ sở, mà không thể y hòa hồ lô. Bởi vậy, hắn nghe say sưa ngon lành, ngược lại có luân hồi thụ, thời gian của hắn so với người khác thêm ra gần 400 lần. Buổi nói chuyện này, chính là nửa tháng thời gian minh tâm thánh nhân kết thúc truyền đạo nhưng lại nói lăng hàn đến minh tâm các minh tâm các chính là địa phương bình thường minh tâm thánh nhân nghỉ ngơi ở trong bát việt đây chính là thánh địa tuyệt đối người có thể tiến vào rất ít chỉ có bốn vị bá chủ bình thường mới có tư cách tiến vào lĩnh giáo thánh nhân lăng hàn tiến vào vũ viện mới bao lâu lại được thánh nhân triệu kiến lăng hàn gật gù chờ thánh nhân rời đi hắn cũng đi đến minh tâm các lần này không người dám ngăn trở Thứ nhất, ngay cả hàng hà cảnh trung cực vị cũng không ngăn được hắn, đại cực vị, đại viên mãn không ra, ai còn dám ra tay. Thứ hai, Lăng Hàn là được thánh nhân truyền gọi, ai dám để thánh nhân chờ. Còn đại hắc cầu kia, mẹ kiếp, cái chó hoang này lại xuất hiện, đánh chết nó, nhưng đoàn người lập tức lại rối loạn lên, tất cả mọi người nhìn chầm chầm vào đại hắc cầu, trước đều nghe thánh nhân truyền đạo, hết sức chuyên chú, cho đến hiện tại mới phát hiện đại hắc cầu. Nhất thời, mấy ngàn người đồng thời xông ra, mỗi người hung thần ác sát, hận không thể nuốt sống đại hắc cầu. Cái con chó chết này đến tột cùng đã làm sự việc tội ác tay trời gì, lại để nhiều người truy sát như vậy. chương 1581, Thánh Nhân truyền gọi hạ. Lăng Hàn ở trong lòng đồng tình một hồi, nhưng không ngừng bước. Hắn rất nhanh đi tới minh tâm các, cái này kỳ thực là một tiểu viện, nhưng tỏa ra mùi vị cổ kính. Cửa viện đang có một đồng tử đứng chờ, nhìn thấy Lăng Hàn, lập tức nói. Là Lăng Hàn Lăng Sư Huynh sao, Thánh Nhân dặn dò, người đến liền tự mình đi vào là được. Lăng Hàn liếc mắt nhìn, đồng tử này có tu vi hàng hà cảnh, hơn nữa xa không phải trẻ tuổi như thế, trên trán có rất nhiều nếp nhăn, hơn nữa cả người đã tỏa ra tử khí. Đây là lão quái vật sống mấy trăm triệu năm, vẫn ở cùng minh tâm thánh nhân, chỉ là tiểu thánh tuổi thọ dài đến 10 ức năm, lúc trước hai người là người cùng một thời đại, nhưng hiện tại, minh tâm thánh nhân chính trực thịnh niên, đồng tử cũng đã già nua. Phó đạo tàn khốc, nếu không thể duy trì tinh tiến, sẽ bị năm tháng ăn mòn, cuối cùng hóa đạo. Trong lòng Lăng Hàn cảm khái một hồi, đạp bước mà vào, tiến vào viện. Từ bên ngoài xem, cái nhà này rất nhỏ, nhưng sau khi đi vào mới phát hiện, trong này có thế giới khác. Sau khi vào cửa, là một vùng biển rộng, trong biển gieo từng cây thanh liên, mỗi một cây đều cao vạn trược, phủ kín toàn bộ đại hải. Ở đây, cho dù là yêu thú hình thể khổng lồ hơn nữa cũng sẽ cảm giác cực kỳ nhỏ bé. Kỳ thực, ở bên ngoài xem, đây chỉ là một bể nước tầm thường, gieo hoa sen vô cùng tầm thường bể nước hóa biển, thanh liên làm đỉnh, đây là thủ đoạn của thánh nhân. Chỗ cực xa, minh tâm thánh nhân đang ngồi ở trên một đóa hoa sen thả câu, rõ ràng hắn cách 10 vạn 8 ngàn dặm, nhưng thấy rất rõ ràng. Đây không phải lăng hàn nhãn lực tốt, mà là vị thánh nhân này giống như chúa tể của thiên địa này, nhất định phải nhìn thấy. Lăng hàn triển khai trích tinh bộ, chạy về nơi đó. Tốc độ của hắn nhanh chóng, nhưng đi một lúc hắn phát hiện, khoảng cách của mình cùng minh tâm thánh nhân căn bản không có rút ngắn, thậm chí còn biến xa. Rõ ràng là chạy về phía đối phương, hơn nữa Minh Tâm Thánh Nhân cũng không nhúc nhích qua, tại sao khoảng cách lại xa cơ chứ? Lăng Hàn ngừng lại, hắn quan sát kỹ, lộ ra vẻ hiểu rõ. Trận pháp thanh liên đầy trời kỳ thực chính là một trận pháp, thông qua từng lá sen, từng cành sen, xây dựng ra một trận pháp đặc biệt. Hắn bắt đầu quan sát, phá trận, Minh Tâm Thánh Nhân liếc mắt nhìn hắn, lộ ra nụ cười tán thưởng, có thể nhanh như vậy liền phát hiện mình đang ở trong trận, cái này không đơn giản. Ở trong đệ tử hắn dạy, Lăng Hàn có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Thế nhưng, phát hiện cùng phá giải đó là hai việc khác nhau. Trận pháp này không khó, hắn muốn biết chính là Lăng Hàn cần bao lâu mới có thể phá giải. Dư Tố tố 6 ngày, Nhậm Phi Vân 9 ngày rưỡi, Kỳ Thiên 10 ngày, Thái Miểu 10 ngày rưỡi. Hắn biết Phó Đạo Thiên Phú của Lăng Hàn kinh người, nguyên bản không hy vọng Lăng Hàn ở trên trận đạo có đột phá gì, nhưng trước ở trên quảng trường liếc một cái, lại kinh ngạc phát hiện trong cơ thể của Lăng Hàn lại khắc 10 trận pháp điều này làm cho hắn động tâm yêu tài, mới sẽ truyền gặp Lăng Hàn. Chỉ cần Lăng Hàn ở trong vòng 20 ngày phá trận, hắn sẽ hảo hảo bồi dưỡng Lăng Hàn. Thiên phú trận đạo không cao không có quan hệ, trong cơ thể có thể khắc xuống 10 trận, cái này còn chưa đủ bù đắp sao. Lăng Hàn đâm chiêu 3 ngày, lắc lắc đầu, hắn ở trên cơ sở trận đạo quá yếu, muốn phá giải trận pháp này, khả năng cần 20 ngày, thậm chí càng lâu. Hắn biết đây là minh tâm thánh nhân thử thách hắn, mà hắn lại không biết thời hạn đến tột cùng là mấy ngày, bởi vậy hắn có chút gấp. Cũng không thể thật tiêu hao 20 ngày chứ. Hơn nữa, kia vẫn là trạng thái lý tưởng nhất, vậy dùng biện pháp đơn giản nhất, bạo lực, võ đạo, xét đến cùng cũng có thể quy kết làm một điểm, lực cường giả thắng. Ta không hiểu võ kỹ, bí pháp không có quan hệ, chỉ cần lực lượng của ta đủ mạnh, một quyền đánh nát ngôi sao, thậm chí toàn bộ vũ trụ, vậy trên đời này còn có trận pháp phá giải không được, kẻ địch giết không chết sao. Trận đạo đại sư phá giải trận đạo, tự nhiên là từ góc độ trận pháp xuất phát, nhưng Lăng Hàn không phải trận đạo đại sư, hắn không cần hạn chế ở trong dòng suy nghĩ này. Hắn đấm ra một quyền, đánh vào trên thanh liên, vù, thanh liên to đến ngàn trượng, một quyền đánh lên biểu bì, có từng viên trận văn tỏa ra, hóa thành vô số gợn sóng, phân tán lực lượng của đòn đánh này đến cả cây liên. Đã như thế, cho dù lấy lực lượng của Lăng Hàn cũng không cách nào tạo thành thương tổn. Minh Tâm thánh nhân không khỏi lắc đầu nếu như trận pháp này có thể dễ dàng phá giải như vậy, hắn còn có thể lấy ra khảo thí đệ tử sao? Người A, liền đàng hoàng mà đến, lấy lý giải trận đạo đến phá giải đi. Lăng Hàn cũng không nhụt chí trận văn trong cơ thể tỏa ra, 10 tòa sát trận bị hắn vận chuyển toàn bộ, lại lấy lôi đình kiếm pháp triển khai, chém về phía thanh liên, phốc, lần này công kích liền bá đạo hơn nhiều, ngay cả trận văn cũng không cách nào hóa giải công kích, ở phía trên lưu lại một vết sâu. Nhưng vấn đề là, thanh liên này chỉ là bộ phận lộ ra mặt biển thì cao mấy vạn trượng, thô đạt ngàn trượng, chỉ sâu một thước, dài một trường lại tính là gì. Hơn nữa, thanh liên còn có năng lực chữa trị rất mạnh, sinh linh hệ mộc vốn là lấy khôi phục tăng trưởng, chất lỏng màu xanh từ vết thương tràn ra, rất nhanh đóng vảy. Minh tâm thánh nhân nhìn ở trong mắt, trong lòng cảm khái. Một mặt, hắn rất khiếp sợ, bởi vì coi như hắn là người lấy thân hóa trận đại thành cũng không cách nào khắp 10 bộ trận pháp cung cấp ở trong người, mà 10 trận cùng động, uy lực này thực sự là đáng sợ, để hắn cũng vật đầu không ngớt. Nếu như hắn cũng có thể khắc xuống 10 trận, vậy hắn ở trong tiểu thánh tất nhiên vô địch rồi. Tiểu tử này cũng thật là thiên tài, nhưng mặt khác, người dùng phương thức như thế đến phá giải vạn cổ thanh liên trận thực sự là nghĩ quá nhiều, làm sao có khả năng thành công. Điều này cũng không được, lang Hàn suy nghĩ một chút, lấy ra tiên ma kiếm, chém về phía thanh liên. Ý tứ không tốt, đây chính là tiên khí, tuy uy lực vẫn không có đạt tới cao nhất, thế nhưng bị chém chúng một cái, sát khí nhập vào cơ thể, bảo đảm có cái gì chết cái đó. Xoạt, một kiếm chém tới thanh liên, mũi kiếm trực tiếp phá tan trận văn, sát khí vỡ bờ, cả cây thanh liên có trận quang rung động, sau đó mắt trần có thể thấy, cây thanh liên này bắt đầu héo tàn. chương 1582, dã man phá trận. Lực phá hoại của tiên khí thật đáng sợ, tuy tiên ma kiếm còn không phải tiên khí chân chính, nhưng nơi này cũng chỉ là thần giới mà thôi, bị chém chúng vậy thì đòi mạng rồi chỉ trong nháy mắt mà thôi thanh liên khô héo trận văn tự nhiên cũng hoàn toàn bị phá hoại minh tâm thánh nhân trong lòng hắn có một vạn con thảo nê cấp tốc lao qua lăng hàn dùng loại phương pháp khó nhất phá giải trận pháp của mình để hắn làm thánh nhân cũng không nhịn được giật mình rất muốn nhổ nước bọt một phen may là nơi này không có người ngoài bằng không hắn cùng người khác thảo luận nói cái gì man lực căn bản không thể phá giải vạn cổ thanh liên trận này hiện tại tuyệt đối là bị làm mất mặt cái này tiểu gia hỏa biến thái thấy lăng hàn lại vùng kiếm muốn chém cây thanh liên thứ hai, minh tâm thánh nhân vội vã ngăn cản. Ngừng tay, ngừng tay, bản tỏa chăm sóc một cây thanh liên không dễ. Hắn thò tay ra, trực tiếp nắm lăng hàn lên, lại thu lại, lăng hàn liền bị ném đến trên lá sen chỗ hắn. Lăng hàn đặt mông ngồi xuống, rõ ràng là lá sen, nhưng để hắn cảm giác cái mông đau đau. Thánh nhân này nhất định là cố ý, không phải chặt ngươi một cây sen sao, còn hẹp hòi như vậy. Trong lòng hắn nghĩ như thế, trên mặt cũng thể hiện ra. Minh Tâm Thánh Nhân vừa thấy, suýt chút nữa tức điên mũi. Thanh liên này há là phàm trùng, có thể lạc ấn xuống trận văn cấp 16, đã tiếp cận thánh cấp. Cái này cũng là thần dược cấp 16, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành là thánh dược, không biết bỏ ra hắn bao nhiêu tâm huyết mới bồi dưỡng thành công. Trận pháp này không chỉ dùng để khảo thí đệ tử, còn có công dụng càng to lớn hơn, chính là dung hợp vô số thanh liên, hóa thành một cây mẫu liên từ đó đột phá hạn chế cấp 16, thẳng tiến hàng ngũ thánh dược. Hắn lại lấy tim sen, để khổ dược thánh nhân hỗ trợ luyện chế, có thể để bình cảnh của hắn nới lỏng, vạn nhất may mắn bước vào chung cực vị, vậy chính là niềm vui rất lớn. Nhưng hiện tại bị lăng hàn chém chết một cây, người nói hắn đau lòng hay không? Hắn lại không tiện nói gì, là hắn để lăng hàn phá giải trận pháp, hơn nữa cũng không có quy định không thể sử dụng thần khí, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Có thể làm cho một vị thánh nhân phiền muộn, Lăng Hàn phỏng chừng là người đầu tiên. Bái kiến thánh nhân, Lăng Hàn chắp tay nói. Minh tâm thánh nhân dơ dơ tay áo, mạnh mẽ ấn xuống thịt đau. Người khác mười bộ âm dương ngũ hành trận vào trong cơ thể. Vâng, Lăng Hàn gật đầu, hắn biết không gạt được thánh nhân, bằng không cũng sẽ không được thánh nhân triệu kiến. Xương cốt của ngươi, cũng thật là kinh người. Minh tâm thánh nhân cũng không nhịn được khen, cũng may hắn không biết theo thực lực của Lăng Hàn tăng lên, cường độ thần cốt cũng có thể tùy theo tăng lên, nếu không hắn cũng đố kỵ đến đỏ mắt. Hắn chỉ cho rằng Lăng Hàn là ăn thiên tài địa bảo gì, mới để thần cốt cứng cỏi đến mức này. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không giải thích, chỉ gật gật đầu, ngầm thừa nhận. Người ở võ đạo thiên phú kinh người, thể phách cũng vậy, tuy thiên phú trận đạo không cao, nhưng cũng có thể phát huy thành tựu lấy thân hóa trận của bản tọa đến mức tận cung. Sắc mặt của minh tâm thánh nhân quái lạ, truyền nhân tốt nhất của hắn lẽ nào sẽ là người ngoài này bản tọa đối với người có chờ mong rất lớn. Vị thánh nhân này tiếp tục nói, qua nửa năm nữa, tân sinh lần này sẽ tiến hành một lần tranh tài, nếu như người có thể hái được vòng nguyệt quế, có thể được thánh nguyên khen thưởng. Lăng Hàn không khỏi hơi động, thánh nguyên là thánh nhân lấy lực lượng của sáng thế, ngưng tụ thiên địa bản nguyên thành trí bảo, có thể tăng lên tu vi, thậm chí cảm ngộ của võ giả, quý giá đến không cách nào hình dung. Cho dù là thánh nhân, ngưng luyện thánh nguyên cũng phải trả giá rất lớn, bởi vậy mấy triệu năm cũng không nhất định luyện chế ra một khối. Phải lấy được, ta nghĩ, sẽ không có khó khăn gì đi. Lăng Hàn tự tin trăm phần trăm, minh tâm thánh nhân không khỏi cười to, nhưng lập tức lắc đầu nói. Người đây cũng quá tự tin, người còn không biết đi, cổ đạo nhất đã bước vào hàng hà cảnh, hơn nữa, sức chiến đấu cực kỳ kinh người, ngay cả đại cực vị cũng có thể chiến. Nhanh như vậy, Lăng Hàn đầu tiên là cả kinh, nhưng suy nghĩ thêm, cổ đạo nhất đã từng là trảm trần cảnh, chỉ ít ở trước khi bước vào chạm chân, tu vi của hắn tăng lên chính là một đường thẳng tắp, không thể xuất hiện bất kỳ dừng lại. lại thêm hắn là tiên thai, bởi vậy chỉ cần nguyên lực tích lũy đến, đột phá tự nhiên là thuận lý thành chương. tuy lăng hàn ở trong người khắc xuống người tòa sát trận, nhưng lực phá hoại to lớn nhất cũng chỉ là đại cực vị sơ kỳ, đối chiến cổ đạo nhất thắng bại khó liệu. trong vòng nửa năm nhất định phải đột phá hàng hà cảnh, chỉ cần đột phá hàng hà cảnh, lăng hàn tự tin đánh nhau cùng cấp không kém bất luận người nào. Hơn nữa, thần cốt của hắn lại tăng lên một cấp độ, có thể khắc xuống trận pháp cấp 15, tương tự 10 trận phát huy, sức chiến đấu tuyệt đối có thể bão tố đến đại viên mãn sơ kỳ. Đương nhiên, trận pháp này phải là thượng thừa nhất trong cấp 15, nếu không 10 trận hợp nhất nói không chắc cũng chỉ có uy năng đại cực vị trung kỳ. Chỉ là tổng cộng mới nửa năm thời gian mà thôi, hắn hẳn không kịp nắm giữ một môn trận pháp, lại lạc ấn lên thần cốt. Trước tiên đột phá lại nói, hắn đã lạc hậu cổ đạo nhất, tuyệt không thể lạc hậu quá nhiều hơn nữa trước rất nhiều vương giả được cơ duyên của trầm uyên cốc lúc này mới áp chế tu vi không đột phá nhưng hiện tại không cần nói vậy sẽ nghênh tiếp tới một bạo phát triều lập tức hiện ra vài tôn hằng hà cảnh tỷ như long hương nguyệt thiên hạ đệ nhị hồng ma Lăng hàn cáo lui minh tâm thánh nhân hắn hiện tại cũng thu được đặc biệt nếu ở trên trận đạo có cái gì không hiểu có thể tới nơi này thỉnh giáo đương nhiên không phải hắn đến thỉnh giáo thánh nhân sẽ thấy hắn còn phải xem thánh nhân có rảnh rỗi hay không, có tâm tình hay không. Trở lại chỗ ở của mình, Lăng Hàn lập tức tiến vào hắc tháp, bắt đầu bế quan xung kích hằng hà cảnh. Trên thực tế, nguyên lực của hắn tích lũy đã đủ, hiện tại kém chỉ là cảm ngộ. Dưới luân hồi thụ, hắn khổ sở tìm hiểu, vô số hiểu ra ở trong lòng hắn giật động, vũ trụ ở trong thức hải hắn diễn dịch từ không đến có, từng viên tinh thần ở trong thức hải của hắn tỏa ra ánh sáng, cực kỳ mỹ lệ. Chương 1583, đột phá hằng hà cảnh. Từ tinh thần bước vào Hằng Hà, bước đi này ý nghĩa phi phàm. Tinh thần cảnh cùng lắm là năm khỏa tinh thần, hơn nữa còn phải tu ra cực cảnh, nhưng Hằng Hà cảnh có khả năng vô hạn. Trong một ngân hà có thể chứa đựng bao nhiêu tinh thần? Đếm mãi không hết, bởi vậy, Hằng Hà sơ thành, bốn ngôi sao chính là hàng Hà cảnh tiểu cực vị sơ kỳ, trên 10 viên là trung kỳ, trên 20 là hậu kỳ, trên 40 là đỉnh cao. Mà muốn tu ra trăm ngôi sao mới có thể xem như trung cực vị, ngàn ngôi sao là đại cực vị vạn ngôi sao là đại viên mãn. Trên lý thuyết, hằng hà cảnh có thể vô hạn tu ra tinh thần, lực lượng vượt qua thánh nhân cũng không phải không thể. Bởi vì chỉ cần số lượng tinh thần trong hằng hà đạt đến 10 vạn, võ giả liền đạt đến đại viên mãn đỉnh cao, nắm giữ tư cách xung kích thánh cảnh. Nhưng đột phá thánh cảnh cũng không phải là số lượng bao nhiêu tinh thần, mà là cần cảm mộ lực lượng của sáng thế. Cảm mộ không tới, người tu ra 100 vạn ngôi sao cũng toi công. Cho nên mới có một hiện tượng quái lạ, là lực lượng của hàng hà cảnh ngược lại vượt qua thánh nhân. Đương nhiên, đây nhất định là thánh nhân cấp thấp, bởi vì lực lượng của thánh nhân cũng đến từ tinh thần trong hàng hà, số lượng từ 10 vạn bắt đầu, nhằm về phía 50 vạn, 1 triệu. Nhưng giống nhau, lực lượng cũng không phải dùng để cân nhắc thực lực thánh nhân, mà là nắm giữ lực lượng sáng thế. Ta sáng tạo ra một thế giới, ở bên trong thế giới này, ta tức là vương, người lực lượng to lớn hơn nữa cũng không sử dụng ra được, vậy có ích lợi gì? Vì lẽ đó, từ thánh nhân bắt đầu, quy tắc liền ngự trị ở trên lực lượng, bởi vì thánh nhân từ một loại ý nghĩa nào đó liền đại biểu thiên địa. Lực lượng người to lớn hơn nữa, lớn qua trời sao. Minh giới cùng thần giới, kỳ thực chính là ở bước đi này xuất hiện lối rẽ, một cái là tu lực lượng của sáng thế, một cái tu lực lượng của diệt thế, hoàn toàn không hợp, như trắng đen, như thủy hỏa. Trong lòng lăng hàn không ngừng hiểu ra, trong cơ thể có đạo âm tụng kinh, thần cốt vang vọng bong bong như đáp lại. Cũng không biết qua bao lâu, trong đan điền của hắn xuất hiện một dòng sông nhỏ chảy qua, nhưng bên trong chảy không phải nước, mà là ánh sao vô hạn. Hằng hà, năm khỏa tinh thần lập tức bị hút vào, ở trong hằng hà tỏa ra hào quang, hơn nữa, ở dưới hằng hà ảnh hưởng, hình thể năm khỏa tinh thần dòng dã phóng to gấp trăm lần. Chuyện này ý nghĩa, nguyên lực dự trữ của hắn cũng mở rộng gấp trăm lần. Một cảm giác đói bụng cồn cào lập tức kéo tới, cái này không phải thân thể của hắn đói bụng, mà là tinh thần đói bụng. Quá rỗng tuếch, yêu cầu bồi bổ, mà đồ ăn chính là nguyên lực. Lăng Hàn vội vã lấy ra đại diễn đan cắn điên cuồng, nếu như nguyên lực không được bổ sung, những ngôi sao này sẽ lấy ra bản nguyên của hắn, nếu bản nguyên tiêu hao hết, vậy hắn liền bị hút thành thây khô. Một hơi cắn năm mươi mấy viên, cảm giác đói bụng mới thoáng chậm lại, lại ăn mười mấy viên mới có cảm giác lửng dạ. Lại phải độ thiên kiếp, Lăng Hàn từ trong hắc tháp đi ra, hắn cũng không biết mình bế quan bao lâu, nếu như vượt qua thời gian nửa năm, hắn cũng chỉ có tự nhận xui xẻo hắn một cái cất bước rời vũ viện, ở trong sa mạc hoang tàn vắng vẻ nghinh tiếp thiên kiếp đến. Oanh, mây đen cuồn cuộn, chắc giật ở trong đó bốc lên. Đến đây đi, lần này Lăng Hàn đương nhiên không sợ, chỉ là thiên kiếp bình thường mà thôi, chút lòng thành. Hắn chủ động đổ nát thần cốt, tiếp thu thiên kiếp rèn luyện, một bên quan sát uy lực của thiên kiếp, tăng lên thiên uy hắn nắm giữ. Thiên uy lần này, thậm chí không có mạnh như lần trước, Lăng Hàn không khỏi cảm khái, trông chất hai lần thiên kiếp thực sự là biến thái, hắn tuyệt đối, tuyệt đối không muốn lại trải qua một lần nữa. Nửa ngày sau, Lăng Hàn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, rất nhanh khôi phục chân thân, thần cốt óng ánh, trận văn cũng một lần nữa hiện lên, cái này đã trở thành một bộ phận trong thân thể hắn, trừ khi hắn chủ động từ bỏ, nếu không một niệm liền có thể tái hiện. Rốt cục, bước vào hằng hà cảnh, hắn lộ ra nụ cười, hổ nữ đã từng nói phải đợi hắn mấy trăm năm, xem ra cũng không khuyết đại, hắn xác thực cần mấy trăm năm mới có tư cách mở ra cửa lớn của tiên vực hắn trở về nơi ở, loạn tinh nữ hoàng cùng cửu yêu đều ở cửa chờ hắn, hắn cùng loạn tinh nữ hoàng nhìn nhau một cái, không khỏi đồng thời lộ ra nụ cười. Đều đột phá đến hàng hà cảnh, chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư nương, cửu yêu nói, lang hàn gật gù nói, tu vi của ngươi cũng không có hạ xuống, không tệ. Tinh xa vũ viện khó tiến vào, chỉ khi nào đi vào, các loại tài nguyên cung cấp thật rất kinh người, có một vị đại thánh tọa chấn, thiên địa bảo dược gì lấy không đến. Huống chi còn có một vị khổ dược thánh nhân, lấy đan nhập đạo, cũng vô cùng si mê luyện đan, chín đại viện cùng dính mưa móc, có thể phân đến rất nhiều thần dược. Cửu yêu đã áp sát tinh thần cảnh tiểu cực vị hậu kỳ, tốc độ tinh tiến hết sức kinh người, đương nhiên mặt khác cũng là bởi vì thiên phú võ đạo của hắn đủ cao, bằng không chỉ có đan dược cũng không được. Hiện tại là lúc nào, tân sinh tỉ thí bắt đầu chưa? Lăng Hàn hỏi, sư phụ người xuất quan vừa vặn, còn kém 15 ngày tỉ thí liền bắt đầu, mà ngày kia chúng ta liền phải xuất phát cửu yêu cướp lời nói. Lăng Hàn gật đầu, cũng thật là vừa vặn. Cường giả như bọn họ, chỉ cần bế quan, vậy có khả năng phải mấy năm mới có thể hiểu được, mà lần này đột phá lại thuận lợi đến là kỳ, mới ở trong vòng nửa năm hoàn thành, bằng không chỉ cần gặp phải một chút xíu ngăn trở, vậy chính là mấy năm trôi qua. Rất nhiều người đối với xếp hạng đó trước không phục lắm, cũng kìm nén một hơi muốn ở trên tỉ thí tân sinh vì mình xứng danh. Loạn tinh nữ hoàng nói, Lăng Hàn gật gù, trong ánh mắt chiến ý hừng hực. Lần này, ta muốn đường đường chính chính đánh bại cổ đạo nhất. Hai ngày sau, lang hàn cùng một trăm tên tân sinh ở dưới một tên cường giả hằng hà cảnh dẫn dắt đi, xuất phát tới cổ viện. Đây chỉ là một lần tân sinh tranh tài, thánh nhân đương nhiên không cần đi theo, nào có nhàn dỗi như thế. Cái gọi là cổ viện, chính là tinh xa vũ viện chân chính về mặt ý nghĩa, là do tinh xa đại thánh tự tay sáng lập, đào tạo một nhóm môn nhân sớm nhất. Sau đó, đệ tử theo hắn học tập liền lục tục sáng lập chín phân viện, cổ viện cũng từ đây trở thành thánh địa chỉ khi cử hành điển lễ long trọng mới mở ra. chương 1584, cây già nở hoa. Tỷ như lần tân sinh tỷ thí này, có ý nghĩa tượng trưng rất lớn, bởi vậy liền tiến hành ở cổ viện, điều này cũng có thể kích phát tâm cầu thắng của tân sinh, ai không muốn ở trước mặt tinh xa đại thánh lộ mặt. Hiển nhiên, đại bộ phận người là bồi thái tử đọc sách, nguyên nhân nhìn lang hàn cùng loạn tinh nữ hoàng trong bát viện là thấy. Hiện tại chỉ có hai người này đột phá hằng hà cảnh, ý nghĩa những người khác không có cơ hội, cho rằng ai cũng là lăng hàn ai cũng là loạn tinh nữ hoàng có thể lấy yếu thắng mạnh sao đương nhiên cũng có chút người hùng tâm bừng bừng bọn họ có thần khí thậm chí chuẩn thánh khí thánh khí vẫn có một tia hy vọng có thể thắng ra trùng vây trèo đỉnh làm vua lần này tranh tài cũng không có quy định không thể sử dụng thần khí hay thần khí vượt qua cảnh giới của mình dù sao người chạy ra bên ngoài chiến đấu chẳng lẽ còn có thể quy định người khác không dùng thần khí sao bởi vì xuất phát đến sớm Tuy mấy vị hằng hà cảnh đại cực vị của bát viện biết được tin tức lăng hàn xuất quan, nhưng cũng không có cơ hội vây hắn, chỉ có thể tiếc nuối chờ hắn trở về. Ngược lại tân sinh tranh tài cũng chỉ mười mấy ngày, tính cả qua lại sử dụng thời gian, mấy tháng đi. Đám người lăng hàn xuất phát, chín viện vòng quanh cổ viện xây lên, như ngôi sao bảo vệ minh nguyệt, mỗi một phân viện đến cổ viện khoảng cách đều tương đương, chừng 10 ngày. Dẫn đầu chính là lão sư bát viện, hằng hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao, tên là vệ trấn, chỉ cần thánh nhân không ra, Hắn chính là vô địch, tự nhiên không sợ dọc theo đường đi có yêu thú gì đánh lén. Một đường không nói chuyện, sau 10 ngày, đội ngũ đến cổ viện. Từ bên ngoài xem, cổ viện ngược lại nhỏ hơn bát viện, sự thực cũng xác thực như vậy, lúc trước Tinh Sa đại thánh không có thu môn đồ khắp nơi, mỗi lần chỉ thu mười mấy cái, tự nhiên không cần địa phương quá to lớn. Nhưng cổ viện tuyệt đối không coi là nhỏ, có kích cỡ ít nhất một tòa thành thị, cửa lớn mở rộng, cũng không có người gác cổng gì. Đây là thánh địa của Tinh Sa Vũ viện. Ai dám xông loạn? Nơi này cũng không quạnh quẽ, hàng năm đều có một ít đệ tử được đặc biệt cho phép tới đây hành hương, có lúc tinh xa đại thánh cũng sẽ lộ diện, tùy ý chỉ điểm một chút. Nhưng đại thánh là nhân vật cấp bậc gì, mở miệng tựa như đạo âm, ai được chỉ điểm một chút cũng có thể tu vi tăng vọt. Bởi vậy, mỗi người đặc biệt khát vọng tới đây, nhưng tiêu chuẩn quá ít, thời gian cũng chỉ một năm nửa năm, hơn nữa không nhất định thấy được tinh xa đại thánh. Đoàn người lăng hàn tiến vào cổ viện, tự nhiên có người nghinh tiếp, sắp xếp bọn họ ở lại. Sau khi dàn xếp, mọi người đương nhiên phải khắp nơi đi một chút, vạn nhất số may, gặp phải tinh xa đại thánh, một cái đốn ngộ nói không chắc liền có thể tăng tu vi lên một cấp độ, ở trong tranh tài bộc lộ tài năng. Lăng Hàn đi tìm đám người Vũ Hoàng, có điều, hiện tại phân viện đến không nhiều, hắn chỉ tìm được thiên phượng thần nữ cùng Đinh Bình, hai người tự nhiên đã sớm đi ra bóng tối ra oai phủ đầu lúc trước, nhưng thời điểm nói đến sự kiện này vẫn miễn không được khó chịu đến cực điểm sau này lại báo thù lăng hàn an ủi thiên phượng thần nữ còn đinh bình dĩ nhiên là quang đến một bên nào có sư phụ an ủi đồ đệ chút tính dài ấy cũng không có vẫn xứng làm đồ đệ của hắn sao đinh bình tự nhiên chỉ có không nói gì mà thôi hiện tại bọn họ cũng thay đổi công pháp tu luyện do lăng hàn cung cấp có thể tu luyện tới sáng thế cảnh đỉnh phong nhưng sau khi bước vào sáng thế cảnh công pháp chỉ đưa đến một tác dụng dẫn dắt chủ yếu là dựa vào mình đi cảm mộ nhưng dưới sáng thế cảnh ưu thế của công pháp cấp cao vẫn tương đối rõ ràng, bởi vậy, tuy vẻn vẹn qua hơn một năm, nhưng thiên phượng thần nữ cùng Đinh Bình cũng tiến bộ rất lớn, dù sao vũ viện cung cấp tài nguyên cực kỳ hào phóng, thậm chí đến mức độ xa xỉ. Lăng Hàn cùng thiên phượng thần nữ tiểu biệt thắng tân hôn, Đinh Bình cùng cửu yêu tự nhiên đều bị ném sang một bên, hai người lời chàng ý thiếp, nói đủ lời tâm tình, tự nhiên cũng không tránh khỏi phiên vân phúc phú, lúc này mới tay nắm tay, đi trong cổ viện. Giá, 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 một đồng âm truyền đến, phía trước xuất hiện hai người, một cái là thanh niên trẻ, đang nằm trên mặt đất, mà một cái khác là bé trai 4 năm tuổi, cưỡi ở trên người nam nhân trẻ, hưng phấn kêu lên. Lăng Hàn kinh ngạc, người thanh niên trẻ này là tinh thần cảnh, bé trai chỉ là phá hư. Hẳn là huyết mạch mạnh mẽ, sinh ra gần như chính là cảnh giới này. Đây cũng quá sủng ái đi, cường giả tinh thần cảnh không tiếc làm ngựa, khẳng định là thân sinh. Đây là việc nhà người ta, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không quản việc không đâu, kéo thiên phượng thần nữ muốn đi, đã thấy bé trai chỉ tay nói. Ta muốn cưới tỷ tỷ này, nếu như cái này không phải xuất từ miệng một bé trai, Lăng Hàn khẳng định đã một cái tát dán tới, nhưng đồng ngôn vô kỵ, hắn đương nhiên sẽ không lưu ý, chỉ làm như không nghe thấy. Không cho đi, bé trai lại hết sức tùy hứng, dùng sức đạp chân, dục ngựa ở dưới thân, để hắn đi ngăn hai người Lăng Hàn lại. Lăng Hàn khẽ nhíu mày, tiểu hài tử bướng bình thích nháo, cái này rất bình thường, nhưng hồ đồ như vậy liền không đúng, lẽ nào đại nhân mặc kệ sao? Người thanh niên trẻ làm ngựa này bò lên, một tay ôm bé trai, đột nhiên bước dài chặn ở trước người lăng hàn nói. Các ngươi không nghe vân thiếu ra nói sao, còn không mau mau làm theo. Ồ, nam nhân trẻ tuổi này lại không phải phụ thân của bé trai. Vân thiếu, có thể làm cho một tinh thần cảnh cung xưng là vân thiếu, vậy bé trai này có bối cảnh thế nào? Lăng hàn sầm mặt lại nói, ngươi muốn làm trâu làm ngựa, liếm quỳ người khác là chuyện của ngươi, lại muốn gây rối, đừng trách ta không khách khí ta muốn cưỡi ngựa, ta muốn cưỡi ngựa, bé trai hét lên, cực kỳ tùy hứng. Được được được, tiểu thiếu gia của ta, lập tức liền được rồi. Người trẻ tuổi kia trước tiên an ủi bé trai một hồi, sau đó mới nhìn về phía hai người lăng hàn, trên mặt tràn ngập ngạo khí, đó là một loại cảm giác yêu việt không cách nào hình dung. Các người biết phân thiếu là ai sao? Lăng hàn lắc đầu nói, thật là không biết, nhưng hắn biết, đứa bé này khẳng định không đơn giản, nếu không há có thể để một cường giả tinh thần cảnh cam tâm cúi người làm ngựa, Vân Thiếu, người trẻ tuổi kia cố ý kéo khẩu vị, sau đó mới nói. Chính là dòng dõi duy nhất của tinh sa đại thánh, chương 1585, đánh đòn cảnh cáo. Phốc, lang hàn nhất thời phun ra ngoài, sau đó không ngừng ho khan, hắn thực sự là bị kinh rồi. Không phải thân phận của tiểu hài này, mà là tinh sa đại thánh bao lớn tuổi, lại còn có thể chỉnh ra một nhi tử nhỏ như thế. Cái này thật đúng là càng già càng dẻo dai, cây già nở hoa, một nhánh hoa lê ép hải đường A. Tinh sa đại thánh bao nhiêu tuổi? Trên lý thuyết đại thánh có thể sống 3 tỷ năm, nhưng cường giả mỗi cách ức năm đều sẽ phải gánh chịu một lần thiên nhân ngũ suy, bình thường sẽ bị chém xuống một bộ phận tuổi thọ, thậm chí trực tiếp chém chết, cho dù ở tiên vực, từ chảm trần bắt đầu liền tuổi thọ vô hạn, nhưng không vượt qua được thiên nhân ngũ suy thì vẫn thường bệnh phát sinh, cuối cùng hóa đạo. Bởi vậy, tinh sa đại thánh có thể được 3 tỷ năm hay không vẫn đúng là không nhất định, nhưng coi có thể, hiện tại hắn cũng gần như muốn tiếp cận tuổi tác này đều nói tinh xa đại thánh sắp hóa đạo, vì lẽ đó bức thiết muốn tìm một truyền nhân y bát, tuy hắn bồi dưỡng được chín thánh nhân, nhưng người nào cũng không thể chân chính kế thừa đạo thống của hắn. Rất đơn giản, chín thánh không có một cái bước vào trung thánh, huống chi là đại thánh. Nhưng một lão đầu tử chỉ nửa bước nữa là bước vào quan tài như thế, lại làm ra một nhi tử mới 4 năm tuổi, cái này có chút dồn sức a. lang Hàn rất rõ ràng, trước là cùng Thủy Nhạn Ngọc, sau đó là Thiên Phượng Thần Nữ, muốn sinh hầu từ đó là không dễ dàng đến cỡ nào, cái bụng của hai nữ vẫn không thấy nhô lên, điều này là bởi vì tu vi võ giả càng cao, tinh hoa càng ngưng tụ, rất khó lưu lại đời sau. Đây là phản vệ của thiên địa, người đòi hỏi thiên địa càng nhiều, phản vệ của thiên địa cũng càng mãnh liệt. Thánh nhân sinh con vốn không dễ dàng, huống chi tinh xa thánh nhân là đại thánh, hơn nữa còn tiếp cận tuổi hóa đạo. Châu bò, lang hàn có chút chố mắt, con bò này thật lợi hại, hiện tại chẳng những có thể cày ruộng, hơn nữa còn cày ra trái cây, quả thực có thể coi như thần tượng. Gặp Lăng Hàn ngẩn ra, người trẻ tuổi kia còn tưởng rằng đối phương hoảng sợ, không khỏi cười gần nói. Nếu biết thân phận của Vân Thiếu, còn không mau mau quỳ xuống thỉnh an. Hắn gọi Mạc Lý, chính là một tên đệ tử của thất Việt, số may, có thể tới đây hành hương, ngẫu nhiên gặp phải vị tiểu tổ tông kia, khi biết thân phận của đối phương, hắn liền phí hết tâm tư tiếp cận, rốt cục để hắn thực hiện được, thành bạn chơi của bé trai. Chỉ cần ôm chặt bắp đùi này, hắn tự nhiên có cơ hội yết kiến tinh xa đại thánh, vậy liền nhất phi trùng thiên. Lăng Hàn lắc đầu nói, ta là tới nơi này tu luyện, không phải làm trâu làm ngựa cho người ta. Tiểu hai tử không hiểu chuyện, người cũng không hiểu chuyện sao. Còn dám ồn ào, ta sẽ không ngại đánh người. Người dám, mạc lý lớn tiếng kêu lên, thực sự là chuyện cười, vân thiếu ra ở đây, ngay cả mấy vị thánh nhân đến cũng cần thân thiết kêu một tiếng tiểu sư đệ, người một đệ tử bình thường trâu bỏ cái gì. Ta muốn cưỡi ngựa, ta muốn cưỡi ngựa bé trai chỉ biết nháo, không ngừng đá bụng dưới của Mạc Lý. Cái này đương nhiên không thể thương tổn được một tên cường giả tinh thần cảnh, nhưng Mạc Lý còn phải cẩn thận từng ly từng tí khống chế nguyên lực, vạn nhất chịu đến công kích thì tự động phản kích, phá hư cảnh không phải trong nháy mắt bị miểu sát sao. Chuyện đó sẽ lật trời. Lăng Hàn nhìn mà lắc đầu, tâm tính như vậy còn có tư cách trở thành cường giả sao? Người này có thể tiến vào tinh xa vũ viện, khẳng định là tư chất phương giả, đáng tiếc đã từng vương giả không có nghĩa là vẫn luôn là vương giả, hắn hiển nhiên xa đọa muốn đi đường tắt, nhưng lại không biết đã thất lạc đồ vật trọng yếu nhất của võ giả. Tự tôn cùng tự tin, đi thôi, lăng hàn ôm eo thiên phượng thần nữ, không thèm để ý. Muốn chạy, mạc lý càng ngày càng bạo, đột nhiên bước dài xuyên ra, liền đánh tới phía sau lưng của lăng hàn. Đợi quả đấm của hắn sắp đụng tới trên lưng lăng hàn, hắn mới kêu một tiếng. Xem quyền, lăng hàn hừ một tiếng, trở tay chụp, đi sau mà tới trước, một cái liền nắm cổ của Mạc Lý. Ở trước mặt hàng hà cảnh, đặc biệt là yêu nghiệt trong vương giả cấp 3 như Lăng Hàn, tinh thần cảnh tính là gì? Lúc trước hắn cũng có thể chiến hàng hà cảnh tiểu cực vị, nếu như còn có thể bị tinh thần cảnh ám toán, vậy tinh thần cảnh này nghịch thiên thế nào? Tự chuốc nhục nhã, Lăng Hàn nhấn tay xuống, nguyên lực rung động, trong cơ thể Mạc Lý không ngừng phát ra tiếng vang bùm bùm, là xương đang không ngừng kích pha. Mạc Lý không có thể phách mạnh mẽ, chỉ bị run lên như thế, xương cốt toàn thân chỉ ít đứt đoạn mất một nửa, nhất thời sắc mặt trở nên dữ tợn thống khổ, tiếng kêu rên liên hồi. Hắn ngược lại cũng liều, không chỉ không có xin tha, trái lại mạnh miệng. Ngươi dám đả thương ta, ngươi dám đả thương ta, hư, hiện tại thiên thần đến cũng cứu không được ngươi, ta sẽ nói ngươi muốn tập kích vân thiếu, ngươi chết chắc rồi. Ánh mắt hắn âm trầm nhìn lăng hàn, ở trong vũ viện, không người nào dám giết người, ai giết liền đền mạng. Bởi vậy, hiện tại quyền chủ động liền ở trong tay của hắn. Hắn là vì bảo vệ Vân Thiếu gia mà bị thương, mà Lăng Hàn lại muốn ngư hại Vân Thiếu gia, vậy tự nhiên chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười, vỗ vỗ mặt người này nói: "Không nghĩ tới, đầu óc của ngươi còn rất linh, chỉ là không có dùng ở trên chính đạo, bằng không ngươi đã sớm đột phá hằng hà cảnh." Mạc Lý không khỏi kinh ngạc, tại sao Lăng Hàn một chút hoảng sợ cũng không có? Cái này không đúng a, à? ở hắn nghĩ đến, đây là một tình thế không có cách giải, trừ khi cầu được hắn hồi tâm chuyển ý nếu không lăng hàn làm sao cũng lột một lớp da theo lý mà nói lăng hàn phải sợ đến hồn phi phách tán lập tức cúi đầu trước hắn mới đúng làm sao một bộ nhẹ như mây gió lẽ nào nhân vật sau lưng hắn có thể đối kháng tinh xa đại thánh đùa giỡn nếu thật sự có chỗ dựa như vậy còn chạy tới đây làm gì lăng hàn cười cợt chỉ vào thiên phượng thần nữ nói ngươi xem bên kia mạc lý theo lời nhìn lại nhất thời ngây người như phỗng vân thiếu gia đang cùng cô gái kia vui vẻ chơi đùa hơn nữa, nữ tử kia cũng không có làm trâu làm ngựa, chính là ôm lấy bé trai, vẻ mặt sủng nịch. Cái này, cái này cũng được, Mạc Lý rất muốn thổ huyết, ở hắn nghĩ đến kế hoạch thiên y vô phùng lại bị phá giải dễ dàng như thế, hơn nữa tự tay phá hoại lại là vân thiếu ra hắn lấy lòng mấy tháng. chương 1586, Lưu Người, một đao này đâm thật tổn thương A, à. đoàn đoan đoan chính chính mà làm người, lúc vừa tiến vào vũ viện, người cũng từng là vương giả, tại sao lại đi lệch đường. Lăng Hàn lớn tiếng quát lên, như chống chiều chuông sớm, khiến người tỉnh ngộ. Mạc Lý không khỏi lộ ra vẻ suy nghĩ sâu sắc, lúc trước hắn hùng tâm tráng trí cỡ nào, nhưng ở ngày thứ nhất tiến vào tinh xa vũ viện liền gặp phải phủ đầu thống kích, bị ép chui lỗ chó, sau đó, hắn nín một hơi liều mạng khổ luyện, tu vi tăng lên ngược lại cực kỳ mãnh liệt. Nhưng mà, tinh xa vũ viện vương giả như mây, sau đó hắn liên tục gặp thảm bại, tự tin bị đả kích nghiêm trọng, liền bắt đầu đi bàng môn tà đạo, không còn lấy võ đạo làm trung tâm ta đang đeo đuổi cái gì ta muốn theo đuổi cái gì mạc lý run lên bần bật trong ánh mắt né qua một đạo thanh minh trên mặt lại có vẻ hối hận nếu là vương giả tự nhiên tâm tính hơn người một cái đốn mộ liền có thể lập địa thành phật ta rõ ràng hắn gật gật đầu vị sư huynh này ngày khác nếu như mạc mỗ có thành tựu là nhờ sư huynh cảnh tình lăng hàn cười cợt nói đi thôi vân thiếu ra mạc lý nhìn về phía bé trai cái này dù sao cũng là thân tử của đại thánh vạn nhất xảy ra chút vấn đề, vậy ai gánh nổi? Yên tâm, chúng ta sẽ đưa hắn trở lại. Lăng Hàn gật gù, Mạc Lý hơi trần chờ mới nói. Sư huynh, mẫu thân của Vân Thiếu quy củ rất lớn, người tuyệt đối không nên gây với nàng. Câu nói này, hắn nhỏ giọng tựa như sợ bị người nghe được. Mẫu thân của Vân Thiếu, vậy chính là vợ của Đại Thánh. Vợ của Đại Thánh, hơn nữa còn mới vừa sinh ra dòng dõi duy nhất, kiêu ngạo một chút cũng có thể tưởng tượng. Lăng Hàn gật đầu nói. Vậy chúng ta liền không đi vào, xa xa để chính hắn vào nhà là được. Bé trai tuy chỉ có 4, 5 tuổi, nhưng tu vi phá hư cảnh chẳng lẽ còn sợ té ngã bị thương sao? Lại nói, đây chính là cổ viện, cho dù tinh xa đại thánh vẫn đang bế quan, nhưng nhi tử bảo bối như thế, khẳng định có một tia thần niệm bảo vệ, đâu thể nào có chuyện. Mạc Lý vừa nghĩ cũng đúng, liền bò lên, lấy nguyên lực khóa lại xương trong cơ thể, một bước cắn răng một cái, nhịn đau trở lại. Trên chán hắn như đổ mồ hôi lạnh, nhưng không rên một tiếng, dưới cái nhìn của hắn, đây là một trải nghiệm rất tốt, để hắn vĩnh viễn nhớ kỹ ngày đó, không thể quên võ đạo chi tâm lúc trước. Bé trai chỉ 4 năm tuổi, coi như bị làm hư cũng không thể ác đi nơi nào, thiên phượng thần nữ vừa dụ dỗ rất nhanh liền để tiểu ra hỏa tươi cười rạng rỡ đã quên sự tình cưỡi ngựa. lang Hàn đi tới nói, đưa tên tiểu tử này trở về thôi, ừm, um, thiên phượng thần nữ gật gù, sau đó nhìn về phía Lăng Hàn nói. Ta cũng muốn một cái, Đôi mắt của người ngọc sáng như nước, càng có từng tia từng tia mê hoặc, làm cho tâm thần người say mê. Trong lòng Lăng Hàn không khỏi rung động, vậy nhanh ném thằng nhóc này đi, chúng ta sinh hầu tử. Thiên Phượng thần nữ cho hắn một cái liếc mắt, lời này làm sao có thể nói ở trước mặt tiểu hài tử, tuy tiểu gia hỏa không thể nghe hiểu. Ta muốn cưới hầu tử. Bé trai nghe hiểu được hai chữ hầu tử a, ngay lập tức hưng phấn gọi. Lăng Hàn tiện tay chiêu một cái, từ trong hắc tháp ném ra một yêu thú. Hình như hầu tử nhưng mọc ra một đôi cánh. Đây là Phi Thiên Hầu, yêu thú hung ác, vừa xuất hiện liền nhe răng nhếch miệng, hơn nữa nó có thể phân biệt ra ba người mạnh yếu, mục tiêu nhắm thẳng vào bé trai, hung thần ác sát. Tuy tu vi của bé trai đã rất cao, nhưng dù sao còn nhỏ, thấy hầu tử này mặt như thiên lôi, nhất thời sợ đến giật mình, oa oa khóc lớn. Bảo ngươi mang hài tử, không phải hù dọa hài tử. Thiên Phượng thần nữ giờ khóc giờ cười, âm thầm suy nghĩ sau này cùng Lăng Hàn Sinh hầu tử xong vậy tuyệt đối không thể giao cho hắn giữ cũng quá hại người đi thật vất vả mới dỗ dành được bé trai hai người liền dẫn nó trở lại dù sao thân phận của tiểu gia hỏa rất mẫn cảm mất tích quá lâu sẽ đưa tới phiền phức ta muốn cưỡi ngựa ta muốn cưỡi ngựa không lâu lắm tiểu gia hỏa liền nhắc lại chuyện cũ khí thế hùng hổ hắn bị nuông chiều muốn đồ vật liền nhất định phải tới tay không cho hắn sẽ khóc vừa khóc liền khẳng định thành chưa từng có kinh nghiệm thất bại lang hàn lại ném hầu tử ra nói Ây, cưới đi, hầu tử nhe răng nhếch miệng, bộc lộ bộ mặt hung ác. Bé trai không khỏi sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất, nhưng lần này không khóc, mà sợ đến mặt trắng bệch. Người A, à, cái này là hài tử, còn dọa hắn như thế sao? Thiên phượng thần nữ vội vàng ôm tiểu ra hỏa lên, lang hàn gãi gãi đầu, hắn quen thuộc cùng người trưởng thành giao thiệp, có thể nói đạo lý, đạo lý không thông, vậy liền dùng nắm đấm, nhưng một thằng nhóc như thế, đạo lý cùng nắm đấm đều không thông, hắn liền không biết làm sao bây giờ. Ngươi đừng nói chuyện, thiên phượng thần nữ quay về hắn vung vung tay, hoàn toàn cướp đoạt quyền lực quản tên hài tử này. Lăng Hàn không khỏi thở dài, hắn là thiên tài võ đạo, đan đạo đế vương, ở trên trận đạo cũng có trình độ xuất sắc, quả thực chính là kỳ tài toàn năng, nhưng nhân vô hoàn nhân, hắn cuối cùng có địa phương không am hiểu. Có trách thì chỉ trách thời gian cùng nhi tử trung đụng quá ít, không có kinh nghiệm. Hổ nữ A, chính là ghen tuông lớn, nếu không hiện tại ở bên trái là hải nữ, bên phải là thủy nhạn ngọc, trên lưng dựa vào một thiên phượng nữ, trong ngược lại ôm nữ hoàng đại nhân, cuộc sống gia đình hài lòng bao nhiêu. Chỉ có thể gia tăng tu luyện, mau chóng tiến vào tiên vực, nếu không vợ con đều muốn nhận không ra. Tiểu hai tử chỉ đường khẳng định lung ta lung tung, bởi vậy, hai người bỏ ra thời gian rất dài, đi rất nhiều đường rẽ, cuối cùng đi tới một tòa biệt viện u tính, đây chính là nhà của bé trai. lang Hàn vẫn chưa đi tới gõ cửa, cổng đã mở ra, đi ra một lão tẩu tuổi đến 70, lông mày bạc trắng, nhưng vóc người không có nửa điểm lọm khọm một thân áo xanh thật giống như quản gia của gia đình giàu có có điều trên đời này còn thật không có mấy người mời được quản gia như vậy đây là một vị cường giả hằng hà cảnh tu vi khẳng định cao hơn lăng hàn có điều cụ thể là trung cực vị đại cực vị hay đại viên mãn vậy lăng hàn liền không biết vân thiếu gia lão tẩu vẻ mặt tươi cười nhìn bé trai duỗi ra hai tay nhưng bé trai rất không nể mặt hắn trực tiếp xoay người ôm lấy cái cổ của thiên phượng thần nữ căn bản không muốn bị hắn ôm. chương 1587, ân đền oán trả thượng. Người đã đưa đến, chúng ta liền cáo từ. Lăng Hàn nhìn thiên phượng thần nữ gật gù, bảo nàng buông tiểu ra hỏa ra. Được Mạc Lý nhắc nhở, hắn cũng không muốn gặp vợ của Đại Thánh, một điểm hiếu kỳ cũng không có. Nhưng thiên phượng thần nữ ngồi xổm xuống, bé trai lại không chịu buông tay, ôm cổ của nàng, lớn tiếng kêu lên. Không cần đi, không cần đi, ta muốn ngươi làm vợ ta, khóe miệng của Lăng Hàn không khỏi lệch đi, mới nhỏ cũng dám cùng mình cướp vợ. Thiên Phượng Thần Nữ cười nói, Tiểu Vân ngoan, buông tay ra, không muốn, ta muốn ngươi làm vợ ta, buổi tối ngủ chung. Tiểu Gia Hỏa làm nũng nói, sắc mặt của Lăng Hàn không khỏi càng đen, Thiên Phượng Thần Nữ bật cười nói, nhưng tỷ tỷ đã là vợ của người khác, mặc kệ, ta liền muốn ngươi làm vợ ta, bé trai ôm cổ của Thiên Phượng Thần Nữ, kêu to hoa hoa. Lão Tẩu nở nụ cười nói, đã như vậy, kính xin vị cô nương này ở quý phủ một quãng thời gian, chờ vân thiếu ra hết tâm tình yêu cái mới, ngươi lại rời đi. Lăng Hàn không vui, tiểu hài tử hồ đồ, hắn có thể coi là trò cười, cái gọi là đồng ngôn vô kỵ. Nhưng ngươi tuổi cao, cũng không biết tôn trọng người sao. Cái gì gọi là chờ tâm tình yêu cái mới qua lại rời đi, coi người là đồ chơi sao. Bận biểu vô cùng, không rảnh mang hài tử, hắn lạnh nhạt nói, người trẻ tuổi, vân thiếu gia là con trai của đại thánh. Lão Tẩu cũng không tức giận, Tương tự từ tốn nói. Vợ ta cũng là cha mẹ sinh, làm sao, nợ các ngươi. Ngữ khí của lăng hàn lạnh xuống. Lão tàu cười hì hì. Vân thiếu ra coi như muốn thái dương trên trời. Lão hủ cũng sẽ tận lực lấy xuống, huống hồ, đây chỉ là dễ như ăn cháo. Hắn đưa tay ra chụp tới thiên phượng thần nữ, nói rõ muốn bắt người. Hừ, lăng hàn cũng ra tay, đấm ra một quyền, nhưng là kiếm khí như rực cháy. Hắn ra tay muộn, nhưng lôi đình kiếm pháp nhanh vô cùng đi sau mà tới trước, đúng lúc chặn lại, nhất thời cùng lão tẩu đấu một kích. Vù, một đạo gợn sóng rung động, mặt đất thật giống như thảm lông liên tục run rẩy, nếu không phải nơi này có trận pháp thánh cấp phòng ngự, khẳng định một đòn liền phá hủy toàn bộ cổ viện. Ồ, lão tẩu lộ ra vẻ giật mình, thanh niên này lại chặn được một đòn của mình. Tuy hắn chỉ tiện tay mà làm, nhưng hắn chính là đại cực vị đỉnh cao, đối phó tiểu bối vừa bước vào hằng hà cảnh không phải dễ như trở bàn tay sao. Vợ, chúng ta đi. Lăng Hàn trầm giọng nói, đã có không thích rõ ràng. Thiên phượng thần nữ gật gù, để bé trai xuống, một vị cường giả tinh thần cảnh thật muốn tránh thoát, phá hư cảnh như thế nào nhốt được. Bé trai méo miệng, mặt đầy oan ức, đột nhiên quay người chạy về trong sân, một bên khóc dòng nói. Mẹ, 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 phải, tìm mẹ khóc rồi. Lão Tẩu điềm nhiên nói, ở trước khi vân thiếu ra không nói gì, các ngươi không thể đi. Hắn mở ra tinh hà của mình, như thiên hà trải ra, từng viên tinh thần tô điểm, tổng cộng có 9.999 cái. Hằng hà cảnh đại cực vị đỉnh cao, chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào đại viên mãn, nhưng đây là một bình cảnh, muốn ngưng ra ngôi sao thứ một vạn độ khó cực kỳ kinh người, có thể hắn sống thêm 10 đời cũng không nhất định có thể đạt thành. Mỗi một viên tinh thần sáng quắc phát quang, cực kỳ óng ánh, tỏa ra khí thế của cường giả hằng hà cảnh, sắp có thể cùng thiên địa cộng hưởng. So sánh với đó, Lăng Hàn chỉ có 5 viên tinh thần, có vẻ cực kỳ keo kiệt. Cảnh giới của song phương, lực lượng so sánh cũng tranh lệch to lớn, cái này vốn là không thể thả đến cùng một chỗ so sánh, cho dù lực lượng bây giờ của Lăng Hàn vượt qua lục tinh, cũng chỉ tương đương với trung cực vị hậu kỳ mà thôi, coi như lão tẩu không phải thiên tài nhất tinh, nhưng lực lượng song phương tranh lệch cũng cao tới ngũ tinh. Tuy lực lượng không đại biểu sức chiến đấu trọn vẹn, nhưng tranh lệch quá lớn, vậy thì là nghiền ép, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, kỹ pháp gì cũng vô dụng. Huống chi, cảnh giới hai người kém càng nhiều, ở trên nắm giữ quy tắc thiên địa, lão tẩu càng nghiền ép cách một tinh cầu. Không thành tỷ lệ thuận, tư cách so sánh cũng không có. Thiên phượng thần nữ lui về phía sau, để Lăng Hàn có thể không kiêng rẻ gì ra tay. Lăng Hàn lạnh nhạt nói, ta phát hiện, rất nhiều người lương tâm bị chó ăn, chúng ta lòng tốt đưa đứa bé lại đây, lại bị muốn này muốn nọ, người giống như các ngươi, sau này còn ai dám làm việc tốt. Ông lão, nếu như ngày nào đó ngươi ngã trổng vó, không có một người dìu ngươi, mặc ngươi mục nát ở trên đường, ngươi có tâm tình gì? lão tẩu không khỏi tức điên, hắn là tu vi bực nào, làm sao có khả năng té ngã liền bò không đứng lên? tiểu tử này miệng thật độc, lại chú mình chết, hắn lãnh đạm nói, thế giới này không có công bằng, chính là cường giả vi vương. nếu ngươi muốn cưỡng từ đoạt lý như thế, vậy ta không thể làm gì khác hơn là lấy lực phục người. lang hàn bạo phát chiến ý, phá tan tinh hà của đối phương, như lang yên thẳng tắp. thời điểm lão phu quát tháo phong vân, người vẫn không có suốt thế đâu. lão tẩu lại ra tay một trường vỗ xuống, lòng bàn tay có mấy trăm ngôi sao chiếu sáng. Không cần toàn lực ứng phó, mấy trăm ngôi sao còn chưa đủ trấn áp một hàng hà cảnh tiểu cực vị sao. Đáng tiếc hắn không nhìn thấy tinh thần của Lăng Hàn, so với hàng hà cảnh bình thường lớn hơn trăm lần, năm viên có thể coi như năm trăm viên, mấy trăm ngôi sao liền muốn trấn áp hắn không phải nằm mơ sao. Lăng Hàn cũng không cần âm dương ngũ hành trận, chỉ tùy ý đấm ra một quyền. Hai người lần thứ hai đối đầu một kích, lần này động tĩnh lớn hơn nhiều, một đạo gợn sóng rung ra, không khí bị xé rách, nếu như có người xông vào khu vực này, thân thể sẽ trong nháy mắt phá hoại thành vô số mảnh vỡ. Thiên phượng thần nữ lùi đủ xa, nhưng lúc kình phong tập kích đến, nàng vẫn lùi mấy trăm trượng nữa, cho đến khi có một tảng đá lớn chặt, nàng mới rốt cuộc ngừng lại. Lăng Hàn thu tay về, chắp sau lưng, lạnh nhạt nói. Vì lẽ đó, hiện tại sóng sau đè sóng trước, lão gia ngài cũng nên yên hưởng tuổi già rồi. Lão tẩu không khỏi lộ ra kinh sợ, Người trẻ tuổi này thật là không thể coi thường, lực lượng này ép thẳng tới trung cực vị đỉnh cao A. Hắn cười quái dị một tiếng nói, người trẻ tuổi, người xác thực rất bất phàm, chẳng trách có thể tiến vào vũ viện. Có điều, Lão Phu là hàng hà cảnh đại cực vị đỉnh cao. Nói xong, hắn ra tay lần thứ ba, lúc này, mãn thiên tinh thần toàn bộ phát sáng, phun trào ra lực lượng minh mông. chương 1588, ân đền oán trả hạ. Hắn toàn lực ứng phó, lang hàn kỳ thực có thể ngạnh kháng, cho dù không chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh, thể phách của hắn cũng đạt đến trên thần thiết cấp 14, tiếp cận cấp 15, đủ để ngạnh kháng một đòn của hằng hà cảnh đại cực vị. Nhưng hắn không phải là đến chịu đòn, hắn một chỉ điểm ra, 10 tòa sát trận trong cơ thể đồng thời vận chuyển, hóa thành sát khí lạnh lẽo, cùng lôi đình kiếm khí dung hợp, tước về phía lão tẩu. Xoạt, rõ ràng chỉ là ngón tay đánh ra kiếm khí, nhưng kinh diễm trời cao, ngút trời lăng vân. Oanh, lăng hàn liền lùi lại mấy trăm trượng, Lúc này mới dừng thân hình, lực lượng của hắn vẫn không tới, nhưng thể phách quá mạnh mẽ, dư lực ngay cả để hắn phun máu cũng không được. Mà lão Tẩu thì rên lên một tiếng, giơ tay nhìn, trong khe hở lại có máu tươi chảy ra. Vừa nãy một đòn này, nhìn như Lăng Hàn không địch lại, nhưng trên thực tế chịu thiệt là lão Tẩu. Nguyên nhân rất đơn giản, da của Lăng Hàn quá dày. Ngươi rất giỏi, lão Tẩu râu tóc đều dựng, lộ ra kinh sợ, cũng tức giận không thôi. Bao nhiêu năm, hắn chưa từng ăn qua loại thiệt thòi này. Lăng Hàn ngạo nhiên mà đứng, bất diệt thiên kinh vẫn để phòng ngự tăng trưởng, bây giờ cùng trận đạo kết hợp, rốt cục để hắn ở mũi tiến công cũng biến thành cực kỳ đáng sợ. Ở tiên vực, Đinh Diệu Long nắm giữ Tuế Nguyệt Thiên Thu liền có thể vượt qua hai cảnh giới nhỏ chiến đấu, mà bất diệt thiên kinh là Tuế Nguyệt Thiên Thu có thể so sánh sao? Nếu vẫn không thể để Lăng Hàn vượt qua hai ba cảnh giới nhỏ mà chiến cũng quá không có thiên lý. Trước đây chỉ là thiếu hụt một bước ngoặt, hiện tại Lăng Hàn cuối cùng học được lấy thân hóa trận, nhất thời như hổ thêm cánh, nhất phi trùng thiên. Cái này còn là hắn vừa đột phá, chưa kịp thay sát trận cấp 15, bằng không người sát trận đồng thời vận chuyển, ngay cả đại cực vị đỉnh cao cũng có thể tàn sát. Thân hình của lão tẩu rung động, đây cũng không phải bởi vì sợ, mà là hắn đang toàn diện kích phát khí huyết. Hằng ha cảnh tiểu cực vị có thể sống một ức năm, đại cực vị có thể sống 300 triệu năm, kia là trị số cực hạn dưới trạng thái lý tưởng, trên thực tế đại bộ phận người không thể đạt đến. Bởi vậy, đến tuổi già, võ giả nhất định phải khống chế khí huyết trôi đi, mới có thể sống đến tuổi thọ cực hạn trên lý thuyết. Lão Tẩu đã tiếp cận sinh mệnh kết thúc, bởi vậy, hắn bình thường cũng để khí huyết như sông băng ngủ say, làm hết sức không đi tiêu hao. Nhưng hiện tại đối thủ này quá mạnh, hắn nhất định phải toàn diện kích hoạt khí huyết, cực điểm ống ánh chiến một trận. Bằng không, hắn có khả năng thua một thanh niên cực cao, oanh, toàn thân hắn bùng nổ ra khí thức đáng sợ, cả người tỏa ra ánh sáng thần thánh, như chân thần dáng thế đây mới thực sự là hằng hà cảnh đại cực vị bảo ngoan đừng khóc mẫu thân nhất định tìm vợ về cho ngươi đúng lúc này trong viện truyền đến âm thanh chỉ thấy một cô gái xuất hiện ở cửa trong ngực ôm một đứa bé trai lão tẩu mới vừa rồi còn như hùng sư phát điên hiện tại lập tức thu liếm cung kính quỳ xuống nói bái kiến thánh mẫu đại nhân trong lòng lăng hàn thở dài tuy không muốn gặp vợ của đại thánh nhưng vẫn gặp được hắn quay đầu nhìn lại đó thật là một mỹ nữ nhưng nói đến nghiêng nước nghiêng thành lại không được, chỉ ít thiên phượng thần nữ liền có thể nghiền ép nàng mấy con phố. thấy bổn phu nhân người lại dám không quỳ, nữ tử này nhìn về phía lâm hàn cũng mặc kệ nhi tử trong lồng ngực làm sao náo loạn, lập tức hiện ra sắc mặt phẫn nộ. cô gái này chỉ là tinh thần cảnh trung cực vị, hơn nữa còn vừa đột phá, luồng khí thức kia cực không ổn định. thực sự là tự đại, ngay cả minh tâm thánh nhân cùng chín thánh cũng không có bắt người quỳ ninh tiếp, nhưng nữ nhân này thấy người không quỳ lại nổi giận ngay cả nhi tử cũng không để ý tới. Quả nhiên như Mạc Lý nói, tính khí của nữ tử này không phải lớn đến bình thường. Ngẫm lại cũng đúng, tuy tinh xa đại thánh là người mạnh nhất trong mấy trăm tinh vực, hơn nữa còn không phải một trong, nhưng dù sao đã tiếp cận tuổi thọ khô cạn, đủ để làm tổ tông tổ tông tổ tông của nữ tử này. Nhưng hai người lại kết hợp, nếu không ái mộ hư vinh, làm sao cũng không cần tuyển loại lão giả này chứ. Tinh xa vũ viện có chính là thiên kiêu vương giả, chẳng lẽ còn không tìm được một nam nhân có thể làm bạn cả đời với mình nữ nhân như vậy tất nhiên tâm cơ rất nặng bằng không cũng không thể để một vị đại thánh khí tiết vội già khó giữ được vào lúc này lại còn dằn vặt ra một đứa con trai hẳn là cốt nhục của đại thánh cái nón xanh này tuyệt không người nào dám đeo cho tinh xa đại thánh lúc trước nữ nhân này là làm sao lắp lên tinh xa đại thánh cái này không ai biết nhưng mới đầu nàng khẳng định biểu hiện ngoan ngoãn đến cực điểm bằng không lại há có thể chiếm được niềm vui của đại thánh chỉ khi nào thượng vị, đặc biệt sinh ra một đứa con trai, nàng liền lộ ra nguyên hình. hừm, còn không quỳ. cô gái này chừng mắt phượng nhìn về phía lăng hàn, biểu hiện ngạo nhiên. nàng xác thực có thể kiêu ngạo. đường đường vợ của đại thánh, có thể nói là người có quyền thế nhất ở trong mấy trăm tinh vực phụ cận, cần có kiêng kỵ gì? hiện tại nàng như vậy, cho dù tinh xa đại thánh hóa đạo, nàng giữ chức sư mẫu của chín thánh, đồng dạng có thể kiêu ngạo như thế. chín thánh cũng phải cung cung kính kính a tôn sư trọng đạo chính là võ giả coi trọng nhất, cho dù là thánh nhân cũng không dám xúc phạm, bằng không sẽ bị người trong thiên hạ chỉ trích. Lăng Hàn chắp tay chào nói, xin chào phu nhân, cô gái kia đương nhiên sẽ không thỏa mãn, hơi nghiêng đầu nói. Trương Kiện, lão nô ở đây, lão tẩu vội vã bỏ lên, cung kính đáp, bắt người gan to bằng trời này, cô gái kia nói, mẹ, ta muốn nàng làm vợ, bé trai trong lòng nàng chỉ vào thiên phượng thần nữ. Ngươi nghe được tiểu thiếu ra nói không? cô gái kia lại bỏ thêm một câu, lão tẩu lau mồ hôi nói, lão nô lĩnh dụ, hắn lần thứ hai kích phát tinh lực, oanh, sinh mệnh hừng hực, tràng cảnh long trọng như vậy với hắn mà nói đã không thấy được mấy lần, khí huyết đã sớm khô bại, đây là mạnh mẽ thiêu đốt, tự nhiên không thể chống đỡ nhiều lần vận chuyển. Nhưng hiện tại, hắn là hàng hà cảnh đại cực vị đỉnh cao chân chính, sức chiến đấu tăng mạnh. Hắn ra tay, quanh thân có từng viên đại tinh vần quanh, phía sau hắn phóng ra một pháp tướng to lớn, đỉnh thiên lập địa, chỉ ít cao mấy vạn trượng, cùng hắn nhất trí, ra tay vỗ tới Lăng Hàn. Chương 1589, không nói lý. Lăng Hàn cũng hơi có chút thay đổi sắc mặt, trong một tiếng hét dài, hắn lấy ra tiên ma kiếm, 10 tòa sát trận cùng một chỗ vận chuyển, lại gương lôi đỉnh kiếm pháp, chém ra đòn mạnh nhất của hắn. Hiện tại lôi đỉnh kiếm pháp càng thêm đáng sợ, dùng hợp tuế nguyệt thiên thu, thiên uy, sát trận, tuyệt đối có thể xưng là kiếm pháp mạnh nhất thần giới, chỉ là giới hạn ở cảnh giới của Lăng Hàn, Lôi đỉnh kiếm pháp còn không cách nào đặt chân lên đỉnh cao nhất. Đi, một kiếm chém qua, ngay cả hỗn độn ta cũng phải chém ra một mảnh thanh thiên sáng sủa. Xoạt, ánh kiếm xẹt qua, bàn tay lớn của lão tẩu kia nhất thời phá tan, trời xanh tái hiện. Lão tẩu rên lên một tiếng, tay phải xuất hiện một vết thương, là pháp tướng bị phá gặp phải phản phệ. Cũng còn tốt, nếu như chân thân bị tiên ma kiếm chém một cái, hiện tại hắn liền thảm, nhất định phải chém xuống toàn bộ cánh tay, bằng không sát khí xâm lấn thì không phải đoạn một tay, mà là tử vong. Cô gái kia kinh ngạc, Trương Kiện lại không thể thắng được Lăng Hàn. Nàng không biết Lăng Hàn là cảnh giới gì, nhưng rõ ràng Trương Kiện chính là đại cực vị đỉnh cao, cái này lại còn không thể trấn áp Lăng Hàn. Hí, người tới nơi này hành hương nàng tự nhiên đều rõ ràng, lấy lòng hư vinh của nàng, khẳng định để những người này cúi đầu chào qua mình. Bởi vậy, Lăng Hàn tất nhiên là tân sinh lần này tới tham gia tỉ thí. Tân sinh cũng có thể lợi hại như vậy phế vật cô gái kia khinh thường nói chừng lão tẩu một cái khiển trách còn chưa cút lão tẩu không dám cãi lời không thể làm gì khác hơn là thu lại khí huyết ngoan ngoãn lùi qua một bên kỳ thực hắn chỉ là ăn một chút thiệt nhỏ cách bị thua còn rất xa dù sao một đòn này của lăng hàn có thể nói là ngoại trừ cửu thiên hỏa ra đã phát huy lực công kích đến cực hạn cho dù như vậy cũng chỉ làm hắn chảy chút máu có thể thấy được thực lực của lão tẩu cực kỳ mạnh mẽ cô gái kia ôm bé trai tiến lên lấy thái độ ở trên cao nhìn xuống ngươi đúng là có chút trình độ bổn phu nhân khai ân thu ngươi làm nô còn không mau mau tạ ân lăng hàn kinh ngạc nữ nhân này đầu bị lừa đá sao làm nô tài còn muốn bái tạ ngu ngốc hắn lắc lắc đầu nói trên đời này vẫn chưa có người nào có thể làm cho ta hạ mình làm nô bổn phu nhân không tin cô gái kia vuốt lại hiện tại ngươi cứ việc mạnh miệng bổn phu nhân tự nhiên có thừa biện pháp để ngươi cúi đầu đùa giỡn nàng là vợ của đại thánh, là sư mẫu của 9 vị thánh nhân, cái này vẫn chưa thể để một hàng hà cảnh nho nhỏ cúi đầu. Lăng Hàn cười ha ha, nghênh ngang rời đi, thực sự là gặp vận rủi lớn, lại gặp phải loại nữ nhân cực phẩm này. Không được, không thể nuốt giận vào bụng như vậy, tìm đại hắc cầu đi, để nó đi buồn nôn nữ nhân này. Mẹ, mẹ, ta muốn vợ, ta muốn vợ, bé trai thì còn đang khóc nháo, nhưng cô gái kia không thèm quan tâm, nàng hiện tại muốn là Lăng Hàn cúi đầu, lấy lại uy danh đại thánh phu nhân của nàng. Trải qua sự kiện như thế, Lăng Hàn cùng thiên phượng thần nữ không còn tâm tình đi dạo, liền kết bạn trở về. Sau ba ngày, tân sinh chín viện đến đông đủ, tỉ thí cũng lập tức bắt đầu. Tất cả mọi người rút thăm, hai hai đôi quyết, người bại đào thải. Có điều, loại hạt giống tuyển thủ như Lăng Hàn, cổ đạo nhất, thì bị chia ra 16 tổ, chỉ ít ở trước 16 cường, bọn họ là không thể gặp gỡ. Tỉ thí bắt đầu, ai cũng muốn thể hiện, mỗi chiến một trận đều hết sức trọng yếu, mỗi người đem hết toàn lực chiến một trận, các loại bí thuật xuất hiện, thần khí cấp cao cũng tầng tầng lớp lớp, xuất hiện rất nhiều trận lấy yếu thắng mạnh điển hình. Tinh thần cảnh có thần khí hoặc thánh khí cao cấp, liền có thể phát huy ra sức chiến đấu của hàng hà cảnh, bởi vậy, nếu đối thủ không có thần khí đối ứng, bản thân lại không phải hàng hà cảnh, vậy dĩ nhiên chỉ có bị thua. Lang Hàn không có gặp phải đối thủ như vậy, vòng thứ nhất tự nhiên ung um dung qua ải, vòng thứ hai cũng vậy. Lúc này, nhân số dự thi cũng giảm mạnh đến 225 người. Một lần nữa rút thăm, vòng thứ nhất có 31 người luôn không, sau trận chiến này, người còn lại ở trên sân liền giảm thiểu đến 128 người, lúc này liền không có tài yếu, đều là vương giả cấp 2 cấp 3, mà trong tay vương giả cấp 2 đều có thần khí mạnh mẽ, cũng không sợ vương giả cấp 3. Đối thủ kế tiếp của Lăng Hàn chính là người như vậy, tinh thần cảnh đại viên mãn, nắm một chuẩn thánh khí. Chính là nhiếp thiên thành, Lăng Hàn, nhiếp thiên thành âm trầm, Lúc trước hắn bị Lăng Hàn đánh lén, rất xuống trầm uyên cốc, kia là hắn vô cùng nhục nhã. Hắn cũng không cảm giác mình không bằng Lăng Hàn, mà là bởi vì tu vi của hắn bị hạn chế quá ác, buông tay chiến một trận, hắn một tay liền có thể trấn áp Lăng Hàn. Mà cuối cùng, Lăng Hàn trèo lên phù thạch màu vàng, được chỗ tốt lớn nhất, hắn thì lần thứ hai rơi đến đáy vực, để hắn triệt để ghi hận Lăng Hàn. Hiện tại, tu vi của hắn không có hạn chế, lại có chuẩn thánh khí ở trong tay, trấn áp Lăng Hàn còn không phải dễ như trở bàn tay người thứ hai thì đã làm sao hừ hôm nay ta muốn người nhận đủ số nợ cũ hắn uy nghiêm đáng sợ nói lang hàn lắc lắc đầu người này cũng thật ích kỷ hắn có chỗ nào làm sai sao lúc trước bọn họ tốt xấu gì cũng là đồng đội hai người này là muốn đào góc tường của hắn mơ ước nữ hoàng đại nhân sau đó lòng mang tàn niệm xuất thủ đánh lén trước hắn cũng là hậu phát chế nhân cái này còn có thể trách tội muốn ăn đòn lang hàn vốn không phải dễ tính dung sắc lạnh lẽo liền đưa tay tóm tới nhiếp thiên thành. Đối phương còn tưởng rằng hắn là tinh thần cảnh trung cực vị lúc trước, nhưng trên thực tế sau chiến dịch trầm uyên cốc kết thúc, Lăng Hàn liền bước vào tinh thần cực cảnh, mà hiện tại tiến thêm một bước, bước vào hằng hà cảnh. Có thể nói, coi như trong cơ thể hắn không có lạc ấn xuống 10 tòa sát trận, Lăng Hàn cũng có thể đối kháng tinh thần cảnh thêm chuẩn thánh khí, hiện tại. Ha ha, nhiếp thiên thành cười gần, lại còn dám chủ động công kích mình, người đây là gan bao lớn. Nhưng hắn lập tức ngơ ngác, cái gì, một chảo này làm sao như thiên địa đổ nát, càn khôn muốn nổ tung. Con mẹ nó, cái này không phải tinh thần cảnh trung cực vị. Hắn vội vã kích hoạt chuẩn thánh khí, cành đào phát sáng, mùi thơm tung bay mười dặm. Oanh, cả người hắn nhất thời bị đánh bay ra ngoài, nhưng chuẩn thánh khí cuối cùng phát huy, hóa giải đòn đánh này của Lăng Hàn. Dù sao Lăng Hàn cũng không có ra tay toàn lực, chỉ lo không cẩn thận nhấn chết run dế này. chương 1590, đen đùi, phốc, nhiếp thiên thành thổ huyết, Hắn chỉ bị dư lực chấn một hồi, nhưng Lăng Hàn hiện tại là thực lực ra sao, cho dù chỉ đụng một chút cũng làm cho hắn bị thương. Làm sao có khả năng? Hắn lớn tiếng kêu lên, không thể tin nổi. Không phải sao? 11, 12 năm trước, người này còn chỉ là tinh thần cảnh trung cực vị, nhưng hiện tại lại bước vào hàng hà cảnh. Còn có thiên lý sao? Thiên lý khó chứa a, à? cái này nhất định là tên này ở trong phù thạch màu vàng được lợi ích cực kỳ lớn. Nhiếp Thiên thành hận đến cắn răng, lúc trước rơi vào đáy vực hắn nửa điểm chỗ tốt cũng không có mỏ đến, liền âm u rời đi, sau đó cũng không có trở về, không biết Lăng Hàn đã từng cùng cổ đạo nhất đại chiến một hồi. Sau đó Lăng Hàn xếp hạng cao thứ hai, hắn cũng cho rằng là Lăng Hàn ở trong cốc trèo đỉnh, chưa từng nhìn thẳng vào thực lực của Lăng Hàn. Bây giờ mới biết, tu vi của Lăng Hàn lại vượt qua hắn. Tên đáng chết, hắn nguyền rủa nói, dưới cái nhìn của hắn, nếu không có quan hệ tới Lăng Hàn, hắn tất có thể ở trong trầm uyên cốc được lợi ích cực kỳ lớn, hiện tại khẳng định cũng là hàng hà cảnh hắn tâm không hề hối lỗi, chỉ cảm thấy khuôn mặt của Lăng Hàn đáng ghét, tay phải rung lên, liều mạng thôi phát uy năng của chuẩn thánh khí. Nếu có thể thôi phát chuẩn thánh khí đến mức tận cùng, vậy uy lực có thể so với hằng hà cực cảnh, tương đương với tu ra 200 vạn ngôi sao. Đáng tiếc, tu vi của hắn quá yếu, chỉ có thể thôi phát ra uy năng gần như hằng hà cảnh trung cực vị sơ kỳ. Có thể giết hằng hà tiểu cực vị, có thể địch hằng hà trung cực vị, cực kỳ châu bò. Chết, hắn vùng cành đào quét về phía lăng hàn, một ánh sáng hồng nhạt giật động, có khí thức kinh khủng lưu truyền. Hắn đương nhiên chỉ là gọi mà thôi, cho hắn một trăm lá gan cũng không dám ở trong vũ viện giết người, trừ khi thực sự là thất thủ. Chỉ là trong lòng hắn quá hận, không gọi một tiếng thực không thoải mái a. À. Đùng, lăng hàn tay lên trưởng xuống, một bà tai quất tới, lanh lành, vang dội. Nhiếp thiên thành bị quất bay, miệng phun ra mấy viên răng nát, vẻ mặt phát mộng. Toàn lực phung chuẩn thánh khí, vẫn không địch lại, thực sự là, đánh không lại, lòng hắn tràn đầy cay đắng, nhưng quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Tinh xa vũ viện là một địa phương có thể sáng tạo khả năng vô hạn, hiện tại hắn không địch lại lăng hàn, không có nghĩa là vĩnh viễn không địch lại, hắn là vương giả cấp 2, còn có hy vọng xung kích cấp 3, chỉ cần bước vào hàng hà cảnh liền hoàn toàn không thua lăng hàn. Hà tất tranh giành nhất thời, nếu lăng hàn có thể cái sau vượt cái trước, tại sao hắn không thể vượt lại? Ta nhận, đùng, hắn vừa định chịu thua, đã thấy mắt tối sầm, một bàn tay lớn đánh tới, miễn cưỡng nuốt chữ thua vào trong bụng. Chuyện này, người con mẹ nó là muốn côn thi sao? Ta đã chịu thua a à? nhiếp thiên thành thức điên, người không nên nham hiểm như thế. Oanh, ý nghĩ của hắn vẫn không có chuyển qua, trên mặt đã trúng một cái, đánh cho hắn đầu óc choáng váng. Dựa theo quy tắc, một là bị đánh ra võ đài, hai là hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, ba là chủ động chịu thua, vậy chiến đấu liền tuyên cáo kết thúc. Nhưng lang Hàn ngăn hắn nói chịu thua, lại không có đánh hắn ra khỏi võ đài, còn chuyên đánh mặt, dùng sức không lớn, không một cái phù hợp nguyên tắc ngưng chiến A. Bởi vậy, bên ngoài rõ ràng có rất nhiều cường giả hằng hà cảnh tỏa chấn, nhưng mỗi một người đều chỉ có thể ngồi xem. Người ta đang chiến đấu A, làm sao có thể ngăn cản. Được, kích ngươi là một hảo hán, thà chết chứ không chịu khuất phục. Lăng hàn một bên đánh bà tai, ở một bên còn nói. Kính muội muội ngươi A, bất khuất cái quỷ A. Nhiếp thiên thành sắp khóc, ngươi không nên chơi người như vậy, thắng là tốt rồi, làm sao còn muốn ngược đãi Đùng đùng đùng, bà tai không ngừng, ta, 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 mỗi lần nhiếp thiên thành vừa mở miệng, lăng hàn chính là một bà tai quất tới, để hắn im bặt. Ta ta ta, đùng đùng đùng, cái này cảm giác tiết tấu cực kỳ mạnh, thật giống như đang hát, để không ít người vui vẻ. Muốn nói ba chữ quá gian nan, nhiếp thiên thành thay đổi cách nói, đầu, 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 hắn phân biệt tách chữ ra, đây là một sách lược, kế tiếp hắn sẽ nói chữ hàng. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, có khả năng sao? Nhiếp Thiên Thành há mồm, đùng, há mồm, đùng, há mồm, đùng, thấy cảnh này, mọi người cuối cùng không nhịn được cười to, tuy Nhiếp Thiên Thành vẫn chưa có nói ra hai chữ đầu hàng, nhưng ai nấy đều thấy được hắn muốn biểu đạt ý gì. Cái đen đuổi này, được rồi, có một vị cường giả thực sự nhìn không được, ngưng hẳn chiến đấu. Cái này cũng là Lăng Hàn không muốn nguyên náo quá lớn, bằng không người cường giả kia còn chưa chắc có thể cản hắn. Nhiếp Thiên Thành nhìn Lăng Hàn, trong ánh mắt không chỉ có phẫn nộ, càng nhiều chính là sợ sệt, tuy bị đánh thời gian không lâu, nhưng ở trong đoạn thời gian đó, hắn thực hoài nghi mình có khả năng bị lang hàn đánh chết, cái này để cho hắn có bóng ma trong lòng. Mối thù này, hay là không báo, hắn thầm nói trong lòng, tỉ thí khác còn đang tiến hành, có rất nhanh kết thúc, có thì chiến đấu, chiến đấu dị thường kịch liệt. Cho đến 8 ngày sau, thập lục cường mới toàn bộ quyết ra. Trong thập lục cường, 7 tên vương giả cấp 3 đương nhiên không ngoại lệ bộc lộ tài năng, cũng không có tuôn ra ngoài ý muốn gì. Mặt khác, Vũ Hoàng, vô tương thánh nhân cũng giết ra, bọn họ cũng lặng yên bước vào tinh thần cực cảnh, bằng không cũng không thể đánh với đối thủ nắm giữ thần khí cấp cao thắng được. Như vậy tính toán, trong thập lục cường lại có bốn người đến từ hợp ninh tinh, cực kỳ kinh người. Đáng tiếc, Đinh Bình, cửu yêu dù sao tu vị yếu một chút, tự nhiên thì vẫn chưa bước vào tinh thần cực cảnh hay hàng hà cảnh, tuy hắn thiên tư bất phàm, nhưng nơi này vương giả khắp nơi, hắn cũng không tính quá khác người một lần nữa rút thăm, chia làm trên dưới hai khu, mỗi người có một người có thể giết ra, cạnh tranh người mạnh nhất cuối cùng. Văn không đệ nhất, võ không đệ nhị, chỉ có hái được vòng nguyệt quế mới có thể được khen thưởng, những người khác chỉ có thể bồi thái tử đọc sách. Lăng Hàn nhìn xuống, hắn cùng loạn tinh nữ hoàng phân chia khác khu, có điều nữ hoàng cùng cổ đạo nhất lại cùng khu, ý nghĩa hai người vô cùng có khả năng trước tiên gặp gỡ, phát sinh một hồi long tranh hổ đấu. Vũ Hoàng cũng ở khu đó, phòng trưng hắn là không thể giết ra, dù sao vẫn không có tiến vào hàng hà cảnh. chương 1591, Châu Hoang va chạm. Một khu khác tuy không có cổ đạo nhất, nhưng cường giả cũng không ít, có Long Hương Nguyệt, thiên hạ đệ nhị cùng Hồng Ma, mà đối thủ thứ nhất của Lăng Hàn chính là thiên hạ đệ nhị. Đây tuyệt đối là một trận đại chiến, vương giả hàng đầu trong lúc đó quyết đấu. Ta muốn tự tay đánh bại ngươi, Long Hương Nguyệt trước tiên chạy tới, đầu ngón tay suýt chút nữa chỉ đến trên lỗ mũi Lăng Hàn. Vì lẽ đó, ở trước vòng bán kết, ngươi không nên thua. Nàng muốn cùng Lăng Hàn gặp gỡ, chỉ có thể là trận chung kết trên một khu. Thiên Hạ Đệ Nhị ở ngay bên cạnh, khóe miệng không khỏi co giật, ngươi nói như vậy là chùa ta thua sao? Lăng Hàn mỉm cười, Long Hương Nguyệt cùng Thiên Hạ Đệ Nhị cũng đã bước vào hàng hà cảnh, có thể nói kinh địch. Hắn nói, đại nhân nhà ngươi thì sao, có đột phá thành chân long hay không? Ta muốn mua các ngươi một cái sừng rồng, muốn điều kiện gì cũng có thể thương lượng. Cái này Tên này còn dám nói chuyện này, sắc mặt của Long Hương Nguyệt càng thêm khó coi, trong gia tộc của nàng quả thật có một người thành tựu chân long, là tiểu cô của nàng, là tuyệt thế thiên kiêu của Long gia, hơn nữa dáng dấp cũng như nước nghiêng thành, so với nàng còn muốn đẹp hơn ba phần. Cái này không phải ăn trong bát, lại nhìn trong nồi sao? Phi phi phi, ai là trong bát của hắn, muốn mơ ước tiểu cô của ta? Mơ hão, nàng lạnh lùng nói, số nam nhân, lòng tham không đáy lăng hàn lại không biết bộ tộc các nàng còn có quy củ kỳ kỳ quái quái như vậy trong lòng không khỏi nhổ nước bọt ta cũng không có làm gì ngươi a à, tại sao ngươi không ưa ta như thế ta cũng không có nói cường đoạt sừng rồng mà là đồng giá trao đổi cần tính khí lớn như vậy sao nữ nhân thực sự là sinh vật kỳ quái lăng hàn ta rất chờ mong đánh với ngươi một trận thiên hạ đệ nhị nói âm thanh rầm rầm như lôi hắn hình thể kinh người như một man hùng lăng hàn đứng ở trước mặt hắn thật giống như một đứa bé lăng hàn mỉm cười nói vậy thì toàn lực chiến một trận kha kha như ngươi mong muốn hai người còn chưa đánh đã tràn ngập mùi thuốc súng điều này cũng làm cho người ở phụ cận nghe đến nhiệt huyết sôi trào ước gì hai người này lập tức đấu võ vương giả đỉnh cấp tranh tài tất nhiên vô cùng đặc sắc cũng không lâu lắm tám trận chiến đấu trong cùng một lúc tiến hành lăng hàn cùng thiên hạ đệ nhị lần thứ hai đứng song song mà thiên hạ đệ nhị cũng không có bất cẩn hắn nổi giận gầm lên một tiếng cả người mọc ra rất nhiều lông đen Hắn vốn như man hùng, hiện tại hầu như không có một chút xíu giống người, có răng nanh từ trong miệng dò ra, móng tay trở nên to dài đen thui, tỏa ra hàn quang, mà toàn bộ thân thể càng làm cho người nhìn mà phát khiếp, phảng phất như một hồng hoang cự thú đến từ viễn cổ. Thiết cốt man hùng huyết mạch, có người kinh ngạc thốt lên, trong lòng lăng hàn dùng mình, thiết cốt man hùng chính là thượng cổ thần thú, tuy kém chân long một chút, nhưng thiết cốt man hùng ở trạng thái toàn thịnh cũng là cấp bậc sáng thế cảnh, cực kỳ đáng sợ. Gào thiên hạ đệ nhị hét lớn, nhanh chân vào tới, như một chiếc chiến xa, đánh thẳng lăng hàn. Thiết cốt man hùng, thể phách cường hoành hàng đầu thiên hạ, đây chính là tồn tại có thể cùng chân long liều mạng. Sắc mặt lăng hàn quái lạ, cùng mình thiếp thân cận chiến. Người dũng khí từ đâu tới a? À, thể phách của thiết cốt man hùng ở thần giới là số một số hai, có thể cùng chân long va chạm, nhưng cũng chỉ là ở thần giới mà thôi. Hắn tu luyện là bất diệt thiên kinh, lực công kích bằng không, nhưng nói đến phòng ngự, kha kha đến, lang Hàn cũng xông ra ngoài, đánh tới thiên hạ đệ nhị. Oanh, hai người ai cũng không né tránh, tự nhiên là va vững vàng, đụng chặt chẽ, sau khi đụng, hai người đồng thời lui về phía sau, mọi người đều là vương giả cấp 3, cùng là hàng hà cảnh tiểu cực vị, lực lượng không phân cao thấp. Thiên hạ đệ nhị lắc lắc đầu, vừa nãy va chạm để hắn có chút choáng. Nhưng hắn lập tức nhếch miệng nở nụ cười nói, trong cùng cấp, ta còn chưa bao giờ gặp ai dám theo ta cứng đối cứng, người có thể kiên trì mấy chiêu tùy tiện mấy chiêu cũng được. Lăng Hàn từ tốn nói, vừa nãy va chạm đối với hắn mà nói căn bản là không đến nơi đến trốn. Được, thiên hạ đệ nhị cười to, lại va tới Lăng Hàn, nhưng lần này trên thân thể hắn có ô quang giật động, để tốc độ xông lên của hắn càng nhanh hơn, lực lượng càng mạnh. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không sợ, nghênh tiếp về phía đối phương. Oanh, 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 hai người không ngừng va chạm, kia là thân thể sung kích, không có một tia bước đệm. Dưới lôi đài, Tất cả mọi người nhìn mà vừa khiếp sợ vừa buồn cười. Đây chính là vương giả đỉnh cấp tranh bá a, các người lại như hai con trâu va chạm, còn có một chút xíu phong thái cao thủ sao? Nhưng trao đổi một người, ai dám như thế, e là va chạm chừng 10 cái liền nát hết xương, lực xung kích cuồng bạo cỡ nào. Nhưng hai người này thật giống như người không liên quan, trong nháy mắt đã va chạm hơn trăm lần. Không thể không khiến người ta khâm phục, ai nhưng biết, thiên hạ đệ nhị là có nỗi khổ không nói được hắn tự tin thể phách thô bạo thích nhất dùng loại thủ đoạn này đánh bại đối thủ quả thực là từ thân thể đến tâm lý ngược đãi mà trên thực tế chỉ cần cảnh giới tương đương xác thực không ai có thể cùng hắn trọi cứng như thế nhưng hiện tại hắn cảm giác váng đầu hoa mắt bụng bốc lên thật giống như muốn phun ra cực kỳ khó chịu hắn cảm giác mình là một người bình thường mà lăng hàn là một tảng đá người bình thường cầm thân thể đi va tảng đá chính là lấy chứng chọi đá a dựa vào đến cùng ai mới là thiết cốt man hùng huyết mạch, người có thể chú ý chút đạo lý hay không, làm sao thân thể còn cứng hơn ta. Lăng Hàn mỉm cười nói, lại đến chứ, đến, đương nhiên đến, thiên hạ đệ nhị cắn răng liều chết, đây là lĩnh vực hắn am hiểu, nếu như bị Lăng Hàn đánh bại, vậy hắn thật không có mặt gặp người. Oanh, 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 hai người lần thứ hai va chạm, như châu hoang đối đầu. Nhưng người có ý chí rất nhanh phát hiện, tốc độ của thiên hạ đệ nhị càng ngày càng chậm. Tốc độ chậm, lực lượng va chạm tất nhiên sẽ nhỏ. Tuy thiên hạ đệ nhị nói cứng, nhưng trong tiềm thức đã sợ, bất chi bất giác liền hạ thấp cường độ xung kích. Oanh, 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 liền va mấy trăm lần, cho dù thiên hạ đệ nhị có thể phách của thiết cốt man hùng cũng không chịu được, dưới chân lảo đảo, thật giống như uống say. Hắn nghe răng, tuyết miệng, vẻ mặt muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu khó coi, trước mắt thật giống như đầy đốm nhỏ, cả người đau đến phát khổ, giơ tay, động cước cũng xót ruột. chương 1592, và không sợ ngươi. Tiểu tử ngươi thực sự là người sao, coi như là hậu duệ chân long, cũng không có mạnh như vậy a. À. Thiên hạ đệ nhị có thể kết luận, trong bảng xếp hạng thần thú, tuy chân long ở trên thiết cốt man hùng, nhưng nói đến thể phách, thiết cốt man hùng tuyệt đối có thể cùng chân long ganh đua cao thấp. Nhưng lang hàn còn một bộ người không liên quan, điều này làm cho hắn không nhịn được a, à, uất ức đến muốn thổ huyết. Lại đến chứ, lang hàn vô cùng thiện ý nói, lấy thể phách đến gần thần thiết cấp 15 của hắn, ngay cả hàng hà cảnh đại cực vị đem hết toàn lực oanh tới cũng không nhất định có thể thương tổn được, trình độ va chạm như thế này thực sự là chút lòng thành. Thiên hạ đệ nhị rất muốn nói không chơi nữa, nhưng hắn được xưng thứ hai, chỉ có lão tổ đệ nhất, sao có thể tiếp thu có người ở trên thể phách áp đảo mình. Đến, hắn hung hăng, khí phách hiên ngang nói, vậy thì trở lại, lăng hàn thờ ơ nói, bày ra tư thế sung kích. Thiên hạ đệ nhị không khỏi run một cái, hiện tại không chỉ là thời điểm va chạm mới đau, nhìn cũng trột dạ a. À. Hơn nữa, thật đụng phải cũng là chuyện bình thường, nhịn một chút liền có thể đè xuống, nhưng áp lực trước khi va lại rất lớn A. À. Dưới va chạm này, ta con mẹ nó muốn đau bao nhiêu A? À? Nghĩ như vậy, chiến ý của hắn tự nhiên giảm mạnh. Lăng hàn nhìn ở trong mắt, không khỏi cười nói. Chúng ta không ngại so cái khác chứ? Không, chỉ so cái này. Thiên hạ đệ nhị phùng má giả làm người mập, nhưng ngẫm lại không đúng, lại bỏ thêm một câu. Trừ khi ngươi sợ, ngươi tự tìm chết A. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, tiếp tục, ta sát, thiên hạ đệ nhị thật muốn đánh mình một bà tai, rõ ràng Lăng Hàn đã cho hắn một nấc thang leo xuống, hắn lại chết muốn sĩ diện, hiện tại xong chưa? Ai, oanh oanh oanh, Lăng Hàn bắt đầu nỗ lực, đánh về phía hắn. Thiên hạ đệ nhị run một cái, nhưng vẫn nhắm mắt lại, nghênh đón Lăng Hàn. Oanh, một tiếng nặng hưởng, hai người dồn dập bị đánh bay. Nhưng Lăng Hàn lùi nhanh, tiến công càng nhanh hơn, lập tức quay đầu trở lại, đấu đá lung tung về phía Thiên Hạ Đệ Nhị, như một con trâu hoang. Thiên Hạ Đệ Nhị thực sự là muốn khóc, thông thường hắn cũng lấy phong cách chiến đấu như vậy để đối thủ không ngừng kêu khổ, không chỉ thua, nội tâm còn tan vỡ. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện mình muốn tan vỡ. Oanh, 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 lại đụng mười mấy lần, khi Lăng Hàn phát ra một vòng xung kích mới, lại kinh ngạc phát hiện Thiên Hạ Đệ Nhị ở trong nháy mắt, lại tránh về phía trái, sau đó hai người liền mỗi người đi một ngả, lần thứ nhất bỏ qua, không có va vào nhau không chơi nữa sao lăng hàn cười nói thiên hạ đệ nhị mạnh miệng nói ta chỉ là dưới chân trượt một hồi được lăng hàn gật đầu không nói nữa tiếp tục va tiểu tử còn chơi không phục ngươi thiên hạ đệ nhị cũng tăng tốc nghênh tiếp về phía lăng hàn nhưng sắp va vào hắn lần thứ hai biến đổi nhưng về phía bên phải lại trượt lăng hàn dừng thân xoay đầu lại nói ánh mặt trời trói mắt tránh một chút thiên hạ đệ nhị lại tìm cái cớ trở lại dây dày lỏng đột nhiên khát muốn uống một hớp nước, nguyệt quang không tệ, muốn thưởng thức một hồi. Sau đó, thiên hạ đệ nhị tìm vô số lý do, không dám cùng lăng hàn liều mạng, một mực còn không chịu nhả, cực kỳ sĩ diện. Người phía dưới đã cười thành một đoàn, ai có thể nghĩ tới vương giả đỉnh cấp cũng sẽ vô lại như vậy. Lăng hàn cũng không nói gì, đừng xem thiên hạ đệ nhị một bộ man hùng, nhưng công lực quấy nhiễu rất tuyệt vời, dọn ra một đống lý do, nói đến lẽ thẳng khí hùng, không chút nào trột dạ. Có phải là muốn trở thành cường giả, liên trước tiên luyện ra mặt đến đau thương bất nhập hay không lang hàn cũng bất chấp đây chính là chiến đấu ngươi chọn cho ngươi cơ hội sửa ngươi không sửa nhất định phải mạnh miệng nếu là mình ước chiến vậy ngậm lấy lệ cũng phải đánh xong hắn triển khai trích tinh bộ trong óc thôi diễn lại va thiên hạ đệ nhị dở lại trò cũ ở trong nháy mắt muốn va chạm dịch ra thân hình nhưng lúc này đây thân hình của Lăng hàn cũng biến đổi hai người nhất thời đụng vào nhau Oanh, bọn họ dồn dập bị lực lượng khổng lồ đánh bay, rút lui vài chục trường. Cả người thiên hạ đệ nhị đều đang run rẩy, chỉ có hắn tự mình biết, xương của mình đã đứt đoạn mấy cái, bắp thịt bị ép nát, thực sự là không va nổi nữa a. À. Trước né qua nhiều lần, thật vất vả mới lấy nguyên lực khôi phục một chút, kết quả hiện tại lại va chạm, tổn thương thêm vào tổn thương, càng nghiêm trọng a. À. Ngươi, ngươi làm sao đụng vào? Hắn trước tiên gọi lên, nghe hắn nói hoan ức như thế, người ở dưới đài không khỏi vui vẻ, không phải ngươi nói muốn va chạm sao, làm sao còn không hài lòng. Lăng Hàn cười cợt, trượt chân, đem lời của đối phương trả trở lại. Tiếp, oanh, ngươi tại sao lại sai lệch, ánh mặt trời trói mắt, oanh, lần này lại làm sao, dây dày lỏng, oanh, lại va mười mấy lần, Lăng Hàn trả hết lý do của thiên hạ đệ nhị, để thiên hạ đệ nhị muốn phát điên. Ta chịu thua, hắn cuối cùng quyết định dừng lại cuộc chiến đấu này, Lăng Hàn cười cợt, muốn cùng hắn liều thể phách, thực muốn chết. Đệ nhị huynh, có cơ hội lại so a à. hắn nói thiên hạ đệ nhị đang xuống đài nghe nói như thế mới vừa rồi còn khập khiếng nhưng hiện tại giống như trên mông chúng một mũi tên pheo liền bay bắn ra ngoài nhanh đến chóng mặt tuyệt đối là lưu lại bóng ma trong lòng a à. lăng hàn lắc đầu một cái cũng xuống lôi đài nhìn những người khác chiến đấu có thể tiến vào thập lục cường người nào cũng là cường giả trong cường giả vương giả trong vương giả cũng chỉ có quái thai như thiên hạ đệ nhị cùng lăng hàn mới lựa chọn cứng đối cứng những người khác nào điên như thế, đều kéo dài khoảng cách phóng đại chiêu, sử dụng hết uy lực. Bởi vậy, hắn là người thứ nhất kết thúc, những đài khác còn đánh cho kịch liệt. Lang Hàn trước tiên nhìn về phía loạn tinh nữ hoàng, đối thủ của nàng không phải vương giả cấp 3, mà là cấp 2, nhưng trong tay nắm giữ một chuẩn thánh khí, bản thân cũng bước vào hàng hà cảnh, thực lực không kém. Dù sao, sau khi bước vào một tầng thứ mới, vương giả cấp 3 cùng vương giả cấp 2 tranh lệch cũng không phải hết sức rõ ràng, có thần khí cấp cao giúp đỡ, đủ để bù đắp tranh lệch như vậy, thậm chí vượt qua. Có điều nữ hoàng đại nhân còn có một cục gạch, mặc dù có chút không ra ngô ra khoai, nhưng nữ hoàng đại nhân phong tình vô song, cho dù cầm một cục gạch cũng đẹp đến nổi bong bóng, khiến người ta tâm thần thoải mái. Trường 1593, ba chiêu phân thắng thua. Toàn trường nghiêng về một phía mà ủng hộ nàng, không ngừng hò hét trợ uy cho nữ hoàng, thậm chí có người còn đang đe dọa tên đối thủ kia, không mau mau chịu thua, sau này thấy hắn một lần liền quần ẩu một lần, lăng hàn nở nụ cười nữ hoàng đại nhân kỳ thực vẫn khống chế tiết tấu trên sân thái sơ thạch ở giai đoạn này cực kỳ châu bò trận chiến này tất thắng hắn nhìn về phía vũ hoàng rất không khéo nhị ca gặp phải tử thần phong trong vương giả đỉnh cấp bị thua là chuyện tất nhiên nhưng dựa vào niềm tin vô địch vũ hoàng còn có thể chống đỡ một hồi vô tương thánh nhân càng xui xẻo gặp phải cổ đạo nhất kỳ thực hắn cũng không cần cảm thấy oan hắn từng là thánh nhân tuy chỉ là tiểu thánh nhưng cổ đạo nhất là trảm trần lão tổ hiện tại càng được tiên thai, hoàn toàn áp đảo thân thể ngũ hành, không sánh bằng vô cùng bình thường. Gần như sau một ngày, ứng cử viên bát cường xác định, vòng kế tiếp chính là tứ kết. Khu bên này, Lăng Hàn đối chiến Hồng Ma, Long Hương Nguyệt đối chiến Nguyên Như. Khu bên kia, cổ đạo nhất đối chiến Tử Thần Phong, Trình Tiểu Phàm đối chiến Nữ Hoàng. Bốn cuộc tranh tài đồng thời tiến hành, Lăng Huynh, Hồng Ma một thân áo tang trắng như tuyết, trong tay là một phất trần, có vẻ vô cùng phiêu giật. Hắn nhìn Lăng Hàn hơi gật đầu, không hiện ra hỏa khí thật giống như người đắc đạo thân có thần quang ẩn hiện lang hàn gật gù chắp tay nói không huynh tại hạ chỉ điểm ba chiêu nếu như lang huynh tiếp được vậy tại hạ liền xoay người rời đi không ma nghiêm nghị nói nếu lang huynh không đón được ta cũng xoay người rời đi lang hàn cười nói một lời đã định không ma gật đầu vương giả đỉnh cấp như bọn họ hoàn toàn có thể đánh 10 ngày rưỡi tháng thậm chí mười mấy hai mươi năm mới phân ra thắng bại nhưng hiện tại hạn định số lượng ba chiêu vậy tất nhiên là cực kỳ hung hiểm bởi vì những trận chiến đấu tiếp theo sẽ càng ngày càng gian nan vì lẽ đó trận chiến này càng nhanh kết thúc càng tốt trả giá tự nhiên cũng càng nhỏ càng tốt ba chiêu có khả năng quyết không phải thắng bại mà chỉ là một tư thế yêu khuyết mà thôi nhưng cũng đủ để nhìn ra hướng đi cuối cùng không ma quét phất trần trong miệng nói lẩm bẩm phía sau đột nhiên hiện lên một tượng đá màu trắng chỉ cao ba trượng thân thể phong trần trông rất sống động nếu quy định ba chiêu phân thắng bại vậy ba chiêu này khẳng định đều là đại chiêu phải có đủ thời gian đi tích chữ nếu không thời điểm cuộn đấu ai có thời gian lâu như vậy đến chuẩn bị lang hàn nhẹ như mây gió thể phách của hắn rất đáng sợ hơn nữa trong cơ thể có khắc sát trận bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát hắn không cần chuẩn bị hắn quan sát hồng ma thiên hạ vạn pháp cũng có thể lấy làm gương hắn có dã tâm muốn đem tất cả quy tắc hòa vào lôi đình kiếm pháp dù ở tiên vực cũng có thể nghênh ngang thậm chí tuyệt đại vô song Vù, một luồng khí thế đáng sợ lưu chuyển, bạch thạch phía sau hồng ma đột nhiên mở mắt, nhất thời, khí thế lấy tư thế gấp trăm lần tăng vọt, thật giống như một vị thánh nhân đích thân tới, thẻ thẻ thẻ, võ đài run rẩy, phía dưới xuất hiện từng vết nứt, căn bản vô pháp chịu đựng khí thế như vậy. Cho dù cách tầng một cấm chế cũng có thể cảm ứng khí thức này kinh khủng, tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc, đối đầu đại khí thế như vậy căn bản ngay cả động cũng không được. Thánh nhân chi uy, hàng thật đúng giá, đây là uy thế của thánh nhân một niệm có thể diệt núi sông có thể bao phủ đại hải nhưng vì cái gì sẽ ở trên người một hàng hà cảnh xuất hiện trừ khi hắn vận dụng thánh nhân pháp chỉ nhưng chiến đấu có quy định thánh nhân pháp chỉ là không cách nào sử dụng ở trong thi đấu thứ hai cũng không có thấy hắn móc ra a à. tất cả mọi người không rõ cái này ra ngoài phạm vi bọn họ hiểu biết lang hàn cũng cau mày nếu như hồng ma thật có thể mời ra một thánh nhân vậy hắn khẳng định không có phần thắng nhưng nếu như đối phương thật mạnh như vậy lúc trước còn có thể bị bức ép bỏ lỗ chó sao có thể may mắn thoát khỏi cũng chỉ có hắn cùng loạn tinh nữ hoàng cửu yêu mà thôi đây là một trò mèo thật giống như vô tương thánh nhân vậy trong lòng lăng hàn kiên quyết dưới chân bắn ra chủ động giết tới cái này để mọi người thấy mà líu lưỡi đầu óc tên này là làm cái gì đối mặt một vị thánh nhân cũng dám chủ động công kích người cũng thật không coi thánh nhân là chuyện to tát a à. lăng hàn giết tới Hồng ma nhẹ rên một tiếng giơ chỉ tay tượng đá phía sau cũng chỉ tay, nhất thời, một nhúm quang mang đánh về phía lăng hàn, thánh uy tràn ngập, vương giả thì đã làm sao, 10 phần sức chiến đấu phải mất 3, 4 phần. Lăng hàn cười to, nếu như đối thủ thật sự có lực lượng của thánh nhân, vậy một ý nghĩ liền có thể trấn áp mình, hà tất phiền phức như vậy. Hắn giật động thiên uy, đối kháng thánh uy, thánh nhân lớn qua trời sao, hiển nhiên là phủ định, thiên uy tràn ngập, thánh uy nhất thời bị áp chế, nhưng chỉ là bị đàn hồi ra ngoài thân lăng hàn hai ba thước, như uông hải không tiêu tan dù sao cảnh giới của lăng hàn không đủ cũng chỉ có thể chấn mở thánh uy không ảnh hưởng mình nhưng muốn ngược lại ảnh hưởng hồng ma là không cách nào làm được không đáng kể hắn mạnh mẽ chính là bản thân mà không phải thiên uy chiến lăng hàn vào tới song quyền huy động liên tục kiếm khí như đê vỡ hồng ma không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc triệu hoán thánh nhân hư tượng chính là một đại chiêu của hắn ở dưới khí thức của thánh nhân ảnh hưởng cái nào không bị cắt tu vi thực lực giảm mạnh nhưng thiên uy của đối phương lại lợi hại như vậy ngay cả thánh uy cũng có thể chặn không hổ là vương giả đỉnh cấp lúc trước ở trong trầm uyên cốc trèo đỉnh tuyệt đối không phải may mắn hắn phấn khởi phản kích oanh trao đổi một chiêu hai người đều lui đứng trang nghiêm bất động ai chiếm thượng phong không thấy được a à. các ngươi xem tay của hồng ma mọi người nhìn chỉ thấy trên tay của hồng ma có một giọt máu tươi đang ngưng tụ nhưng từ đầu đến cuối không có rơi xuống ở đòn đánh này hồng ma bị thương tuy bị thương không nặng. Hồng Ma Dung sắc nghiêm nghị nói, chiêu thứ hai, hắn đưa tay phải ra, toàn bộ tay trở nên như bạch ngọc, thậm chí trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong có từng viên tinh thần đang lấp lánh, một ngân hà xuyên qua, khí thế kinh người. Thánh nhân hư tưởng vẫn như cũ, đây là hai tuyệt chiêu trồng chất. Lăng Hàn vẫn bình tĩnh như cũ, chờ đối phương hoàn thành xúc thế. chương 1594, thẳng tiến trận chung kết. Giết, lần này đổi thành hồng ma chủ động giết ra, hắn vỗ lại một trường, hô, bạch ngọc trường hóa thành ngôi sao, từ trên trời giáng xuống, muốn lấy khí thế lớn lao trấn áp Lăng Hàn. Trong nháy mắt, kiếm khí của Lăng Hàn như bay, lôi đình kiếm pháp bá đạo cỡ nào, tinh cầu trấn xuống nhất thời bị kiếm khí cắt vụn. Nhưng hồng ma cười gần, đại chiêu của hắn há dễ dàng hóa giải như vậy. Oanh, tinh cầu phá nát hóa thành vô số thiên thạch, vẫn đập tới Lăng Hàn, uy thế không giảm chút nào. Hồng ma cực kỳ tự tin, tay phải ấn nhẹ, thúc đẩy tinh thần gia tốc chấn xuống lăng hàn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì thiên thạch phá nát lại tan giã. Không phải thiên thạch tan giã bình thường, mà là từ trên căn bản tan giã, mục nát, thành cho, không còn tí tẹo uy lực. ầm um, một trường ghim xuống, chỉ vung lên cho bụi đầy trời, nhưng ngay cả một sợi tóc của lăng hàn cũng không có thương tổn được. Lập tức phân cao thấp, trước lang hàn chủ công, trên tay hồng ma bị thương, mà đổi thành hồng ma ra tay, Lăng Hàn như không có chuyện gì xảy ra. Còn có một chiêu, nếu như vẫn cân sức ngang tài, vậy Hồng Ma chỉ có thể chịu thua. Hồng Ma cực kỳ nghiêm nghị, hắn không hy vọng chiêu thứ hai thật có thể chấn áp Lăng Hàn, nhưng ở hắn nghĩ, cho dù Lăng Hàn có thể hóa giải cũng phải luống cuống tay chân, nhưng Lăng Hàn quá ung dung rồi. Nhất định phải vận dụng tuyệt chiêu chân chính, bằng không hắn không thể đột phá cửa ải Lăng Hàn này. Hắn run phất trần lên, phù, trên phất trần có từng viên từng viên thần văn tỏa ra, hóa ra cái này là một bảo khí. Chuẩn thánh khí, tuy hồng ma chỉ là hằng hà cảnh, không cách nào phát huy hết chuẩn thánh khí, nhưng có thể phát huy ra uy năng của hàng hà cảnh đại cực vị đỉnh cao, nếu không thể trấn áp một tiểu cực vị, hắn liền thật không tin. Đối phương ra đại chiêu, Lăng Hàn cũng không dám khinh thường. Đây chính là một vị vương giả đỉnh cấp, Lăng Hàn xuất kiếm, không phải tiên ma kiếm, mà là thanh kiếm gỗ kia. Tuy lực phá hoại của tiên ma kiếm cực kỳ đáng sợ, sát khí vào thể, ngay cả vạn cổ thanh liên cũng muốn tử vong trong nháy mắt nhưng hiện tại dù sao chỉ là thần khí cấp 11, đi liều mạng cùng chuẩn thánh khí, kết quả chỉ có một chữ, gãy. Vì lẽ đó, vẫn là dùng kiếm gỗ đi, đây chính là minh giới trí bảo, tuy hư hoại, nhưng nội tình còn đó, tuyệt đối có thể sánh ngang thánh khí. Không ma thấy Lăng Hàn lại lấy ra một thanh kiếm gỗ đến đối kháng chuẩn thánh khí của mình, không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Người đây là ô nhục ta sao? Hắn giận dữ, phất trần vung lên, hóa thành vô số ánh sáng màu trắng, quét về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn lấy kiếm gỗ mở đường, toàn lực thôi phát, trên ma kiếm có từng thần văn quỷ dị phát sáng, tỏa ra hào quang màu đỏ ngòm, sát ý sôi trào, thậm chí ngay cả cấm chế phòng ngự cũng giữ không nổi, để người xung quanh con mắt đỏ lên, như trụy ma đạo, sát ý sôi trào. Đốt, một tiếng quát nhẹ, như đánh đòn cảnh cáo, tất cả mọi người dùng mình, từ trong sát ý tránh ra, không ai không ngơ ngác. Vừa nãy bọn họ bị sát ý tập kích, chỉ muốn giết cái thoải mái, căn bản không để ý người trước mặt là ai đừng nói chỉ là một vũ viện sư huynh đệ, sư tỉ muội, ngay cả cha đẻ con ruột cũng có thể không chút do dự mà múa đao chém qua. Thanh kiếm này cũng quá tả đi, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, hóa thành ngũ chỉ sơn, bao lung ở trên võ đài của lăng hàn cùng hồng ma, ngăn cản sát ý của kiếm gỗ tràn ra, thủ đoạn hết sức kinh người. Cả người lăng hàn bị hắc khí vây quanh, kia là kiếm gỗ xúc động khí thức ma chủ trong cơ thể hắn, để trên trán, trên gương mặt của hắn xuất hiện từng hoa văn màu đen kỳ dị đại thánh cũng ra tay, mọi người kinh ngạc thốt lên, nơi này chỉ có một vị có thực lực cường đại như vậy, một tiếng quát liền khiến người tỉnh ngộ, từ trong ma hóa tránh ra, cũng chỉ có vị này mới có thể một tay che trời. Hai hàng hà cảnh tiểu cực vị chiến đấu mà thôi, lại xúc động đại thánh ra tay, đủ để chứng minh kiếm này tà ác cùng bất phàm. Không ma cũng tê cả ra đầu, trước hắn còn cáu giận lăng hàn lấy ra một thanh kiếm mục đến nhục nhã mình. Nhưng hiện tại là ước gì Lăng Hàn thu hồi thanh kiếm này, vĩnh viễn đừng cho hắn nhìn thấy. Thật ta, Nhìn liền để trong lòng hắn dùng mình, Lăng Hàn như rơi nhập ma đạo, nhưng hắn rõ ràng, tâm linh của mình tinh khiết minh thấu, căn bản không dính ma tính. Minh giới, thần giới khác nhau chỉ ở quy tắc thiên địa, cái khác đều giống nhau, thiện ác bởi tâm, hoàn cảnh chỉ đưa đến một tác dụng thôi hóa. Đến chiến, Lăng Hàn rầm rầm nói, một kiếm vẽ ra, mượn bảo khí đỉnh cấp, lôi đình uy lực của kiếm pháp, mạnh đến không cách nào hình dung. soạt một kiếm đảo qua, có ánh sáng lôi đình, có năm tháng biến thiên, có biển máu ngập trời cái này đến từ chính bản thân kiếm gỗ ầm um, kiếm gỗ đón nhận phất trần bùng nổ ra một đoàn ánh sáng cực kỳ trói mắt để mỗi người nhắm hai mắt lại may là tinh xa đại thánh ra tay lâm thời lại ra cố lôi đài bằng không võ đài này khẳng định bị bể mất Dự âm sung kích không ít người sẽ gặp vận rủi lớn khi ánh sáng tan hết chỉ thấy lăng hàn cùng hồng ma đứng ngạo nghễ không có bị thương gì lăng hàn đã khôi phục bình thường kiếm gỗ trong tay không hiện ra ánh sáng phá hoại như cũ nhưng cũng không có trở nên càng phá không ma thì sao trên người hắn cũng không có bị thương nhưng phất trần của hắn bụi phất trần có mấy sợi đứt đoạn mất T, kia là truyền thánh khí a lại bị chém xuống mấy sợi phất trần tuy sợi phất trần chỉ là một tô điểm tác dụng cực nhỏ có cũng được mà không có cũng được nhưng cái này đủ để chứng minh vấn đề a không ma lại một lần nữa rơi xuống hạ phong ai không ma đầy mặt cay đắng hắn lắc lắc đầu nói ta thua Lăng Hàn gật gù, đa tạ, hắn cũng không có lập dị, đây căn bản không phải toàn lực của hắn, mười sát trận cũng không có vận chuyển, đây là muốn dành cho cổ đạo nhất. Hồng ma không khỏi dâng lên một luồng không phục, ta cũng chỉ là hơi rơi hạ xuống phong, người cũng quá kiêu ngạo đi, không biết khách sáo vì câu sao. Nhưng thua chính là thua, trước đó liền ước định cẩn thận, ba chiêu phân thắng bại, hắn há có thể nuốt lời. Hắn hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, còn có lần sau, hắn nhất định sẽ thắng chương 1595, lòng dạ đàn bà là độc ác nhất thượng. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, đi xuống lôi đài, hắn đối với quán quân nhất định muốn lấy được, không vì cái gì khác, chính là vì thánh nguyên khen thưởng. Sau một ngày, ứng cử viên tứ cường cũng xác định, kế tiếp chính là trận chung kết của hai khu. Lăng Hàn đối chiến Long Hương Nguyệt, cổ đạo nhất đối chiến loạn tinh nữ hoàng. Chiến đấu bắt đầu, ác chiến bạo phát, đây tuyệt đối là Long tranh hổ đấu, bốn người mạnh đến nỗi giận sôi, hoàn toàn không giống như hàng hà cảnh tiểu cực vị, sức chiến đấu ép thẳng tới đại cực vị, hơn nữa, cái này còn không phải thể hiện mạnh nhất của bọn họ. Long Hương Nguyệt có chân long huyết mạch, liên tiếp phát động Long Uy, đáng tiếc, cho dù đối thủ của nàng là cổ đạo nhất hoặc loạn tinh nữ hoàng đều có thể phát huy kỳ hiệu, nhưng đối đầu với Lăng Hàn là một chút tác dụng cũng không có, chỉ có thể lấy Long Uy bảo vệ bản thân, nếu không lực lượng sẽ bị cắt bỏ hai tinh, vậy tự nhiên thất bại. Nhưng đây cũng không phải toàn bộ lá bài tẩy của nàng. Còn có một chiêu thổ tức cực kỳ lợi hại, ngọn lửa màu đen dâng trào, có thể hòa tan thần thiết cung cấp. Đáng tiếc chính là nàng không khéo lại gặp phải Lăng Hàn. Người ta là từ trong tiên diếm lĩnh ngộ dục hỏa trùng sinh, hơn nữa trong cơ thể còn có một đạo tổ hỏa, muốn lấy lửa đốt hắn. Đùa giỡn, Long Hương Nguyệt cực kỳ phiền muộn, lòng uy cùng long tức, đây là năng lực mạnh mẽ nhất của long tộc, thứ ba chính là thể phách, chân long có thể dùng lực lượng thân thể cắn giết tất cả thần thú, cũng chỉ có thao thiết cùng man hùng mới có thể đối kháng. Nhưng Long Hương Nguyệt lại không phải là không có từng thấy, thiên hạ đệ nhị cùng Lăng Hàn liều mạng thể phách, kết quả. Cùng Lăng Hàn so thể phách, kia thuần túy chính là tìm ngược. Nàng lại không ngốc, đến lúc này, kỳ thực nàng cũng có chút bội phục Lăng Hàn, kinh ý này là đánh ra, lần này Lăng Hàn đường đường chính chính, làm cho nàng không lời nào để nói. Mà lúc này nếu như Lăng Hàn nói muốn mượn sừng rồng, vậy cũng không phải không có thương lượng. Khắc, nam nhân được nàng để ý không nhiều, nhưng cũng chỉ có rất ít mấy người như Lăng Hàn, cổ đạo nhất, như tiểu cô nàng, rõ ràng phong hoa tuyệt đại, nhưng chỉ có thể mèo khen mèo dài đuôi. Không người nào dám bám tiểu cô nàng, mà tiểu cô nàng cũng không lọt mắt ai. Chiến đấu kéo dài một ngày, Lăng Hàn ở dưới tình huống không có sử dụng sát trận, rất khó khăn chiến thắng Long Hương Nguyệt. Đêm nay canh ba, đến tìm ta, Long Hương Nguyệt nhìn Lăng Hàn ném một câu, xấu hổ mà đi. Ô, sao không gọi đánh gọi giết, lẽ nào, khuya khoát muốn mai phục hắn sao? kiên quyết không đi, Lăng Hàn ở trong lòng nghĩ, nếu tiểu cô của Long Hương Nguyệt thẳng tiến sáng thế cảnh, mục tiêu của hắn đương nhiên cũng rời đi, nếu không đợi Long Hương Nguyệt bước vào thánh cảnh cần phải bao lâu. Mấy triệu năm là chỉ ít, này còn ở dưới điều kiện tiên quyết đối phương có thể thành công, vạn nhất vĩnh viễn vô vọng thì sao? Hắn xuống lôi đài, mà cổ đạo nhất cùng loạn tinh nữ hoàng còn ác chiến. Trên lý thuyết, cổ đạo nhất mạnh hơn, hai người tu luyện cử tử thiên công, nhưng cổ đạo nhất chính là chảm trần lão tổ chuyển thế, hơn nữa cửu thế tu ra tiên thai, trong tay càng có thánh khí, mặt nào cũng áp đảo loạn tinh nữ hoàng. Nhưng nữ hoàng đại nhân có viên gạch A, chỉ cần sức chiến đấu không vượt qua sáng thế cảnh, tất cả công kích đều có thể hấp thu. Bởi vậy, nàng chính là bất bại, hai người chiến đấu lại kéo dài một ngày, cuối cùng do mấy vị cường giả thương lượng quyết định bỏ dở thi đấu. Cứ theo đà này, đánh trăm nghìn năm cũng không thành vấn đề. Cổ đạo nhất thắng, không phải hắn thật thắng, mà là hắn xác thực chiếm cứ thượng phong, nếu mạnh mẽ gián đoạn thi đấu, vậy khẳng định là phán ưu thế thắng lợi. nữ hoàng đại nhân cực kỳ không phục, lấy thái độ bế ngế nhìn xuống mọi người, dám phán nàng bại như vậy? không phục, chúng ta không phục, phải phán nữ hoàng đại nhân thắng. phía dưới, đoàn người ồ lên, nhưng về một phía mà ủng hộ loạn tinh nữ hoàng. cái mị lực này quá sao a? À? trong nháy mắt cổ đạo nhất đã biến thành công địch toàn dân, ngay cả mấy thị vệ đáng tin dưới trướng hắn cũng do dự có nên nhấc tay kêu gào, giúp đỡ nữ hoàng đại nhân hay không? Sáng sớm ngày mai, cử hành quyết chiến cuối cùng, lão sư của chín đại viện liên hợp tuyên bố, Lăng hàn đánh với cổ đạo nhất, đến lúc này, tất cả mọi người có loại cảm khái quả nhiên như thế. Lúc trước thời điểm vào học viện, cổ đạo nhất xếp hạng thứ nhất, tiên thai có một không hai, được chín thánh nhân khâm điểm, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Mà Lăng hàn xếp thứ hai, nhưng thứ hai này nói thật có chút oan, bởi vì võ giả đương nhiên là lấy thực lực đến quyết định ai mạnh ai yếu hiện tại hai người cuối cùng cũng phải quyết đấu nếu như cổ đạo nhất thắng vậy hắn hoàn toàn xứng đáng thứ nhất chứng minh ánh mắt chín thánh cực kỳ tinh chuẩn xác thực tiên thai càng mạnh hơn mà nếu như lăng hàn thắng thì sẽ tẩy đi uất ức lúc trước bị cổ đạo nhất áp chế ta mới là số một có trò hay nhìn chờ mong a à, sao phải tới ngày mai ngày hôm nay liền đánh a à. đáng tiếc mọi người đều chỉ có thể mong chờ Thời điểm nên đánh sẽ đánh, thuốc cũng vô dụng. Lăng Hàn lôi kéo nữ hoàng trở lại, vị nữ hoàng này vẫn chưa hết giận, cực kỳ lãnh ngạo. "Quên đi, quên đi, ngược lại ta tất có thể trấn áp cổ đạo nhất, ngày mai sẽ hả giận cho ngươi." Lăng Hàn an ủi, nữ hoàng đại nhân còn không chịu dương lông mày nói: "Ta hôm nay thắng hắn, ngày mai lại quăng vào trong lồng ngực ngươi chịu thua, lúc này mới hợp lý." Lăng Hàn không khỏi cười to, "Vợ, ta sẽ bị ngươi làm hư." Lúc này nữ hoàng mới nở nụ cười xinh đẹp tựa ở trong lồng ngực Lăng Hàn, ôn nhu như nước. Lăng Hàn ôm nữ hoàng nói, phải nhanh một chút giết chết cổ đạo nhất, người hấp thu lực lượng tiên thai của hắn, thể chất có thể đại đột phá, nhảy vào sáng thế cảnh liền ngay trong tầm tay. Hắn cũng là ý đồ kia, muốn cho nữ hoàng nhanh lên một chút đạt đến sáng thế cảnh, liền có thể đẩy ngã A. Trao đổi thiên phượng thần nữ, hiện tại nhất định sẽ bạo đánh Lăng Hàn, nhưng nữ hoàng chỉ ôn nhu nở nụ cười, ở trên môi hắn như chuồn chuồn lướt nước hôn một cái. Được, nàng mắt phượng như tơ, cực kỳ mê hoặc, nữ hoàng nhà ta thực sự là tốt." Lăng Hàn cười khà khà, đang muốn nói chuyện oanh oanh oanh, cửa lớn vang lên. Hắn đi qua mở cửa nhìn, là lão sư vệ trấn mang đội lần này. Chương 1596, lòng dạ đàn bà là độc ác nhất hạ. "Lăng Hàn, đi theo ta." Vẻ mặt của vệ trấn cứng đờ như gỗ nói. Lăng Hàn còn tưởng rằng đối phương muốn nói sự tình quyết chiến ngày mai, dù sao hắn là đại biểu bát viện xuất chiến nếu như có thể vì bát viện nắm lấy số một, vậy toàn bộ bát viện cũng mặt mũi sáng sủa. Hắn theo rời đi, rất nhanh đi tới viện của vệ trấn, đi qua đình viện, tiến vào phòng khách, nhưng bên trong lại còn có hai người, một cái là nữ tử, đang ngồi ngay ngắn ở chủ vị, một cái khác là hài tử, đang ngồi dưới đất chơi bùn. Vợ, con trai của đại thánh, lang hàn không khỏi sầm mặt lại, hiển nhiên vệ trấn gọi mình lại đây không phải vì ngày mai thi đấu, mà là đạt được mệnh lệnh của vợ đại thánh. Nữ nhân này muốn làm gì? hiện tại còn dám mạnh miệng sao? Vợ của đại thánh cao ngạo hỏi, nàng gọi chu Tú Nhi. Lăng Hàn vẫy vẫy tay nói, làm sao, muốn trị tội ta gì sao? Lớn mật, vệ trấn quát một tiếng, ánh mắt như kiếm, ở trước mặt thánh mẫu, có tư cách cho người chất vấn sao? Đừng nói Lăng Hàn, ngay cả chín thánh tới, thấy chu Tú Nhi cũng phải cung cung kính kính, thân phận vợ của đại thánh còn chưa đủ châu bò sao? Mấy trăm tinh vực, trong người có thân phận cao nhất, có thể xếp thứ hai. Lăng Hàn lạnh nhạt nói. Ta không có làm việc gì đối lý, vì sao không thể chất vấn. Ta còn muốn hỏi vệ sư cùng phu nhân, muộn như vậy gọi ta qua là làm gì. Không có chuyện gì, ngày mai ta còn có thi đấu, đi về trước. Ha ha, chu Tú Nhi cười gần, trở về, nằm mơ, ngày hôm nay, ngày mai, ngươi liền ở chỗ này đi, lúc nào nghĩ rõ ràng, ngươi tự nhiên biết nên làm như thế nào mới có thể rời đi. Đơn giản, cúi đầu, cung kính quỳ lại vợ của Đại Thánh, dâng tôn nghiêm của mình là được mà cái là lang hàn tuyệt đối không thể tiếp thu lang hàn lạnh nhạt nói ta muốn đi các ngươi còn muốn lưu lại hay sao ngươi đi được không chu tú nhi cười gần, vệ trấn là hằng hà cảnh đại viên mãn nếu như ngay cả một tiểu cực vị cũng không thể lưu lại vậy hắn không bằng đập đầu chết đi vẻ mặt của vệ trấn cứng nở như gỗ đứng ở góc độ của hắn mà nói kỳ thực là muốn nhìn thấy lang hàn đánh thắng cổ đạo nhất vì bát viện làm vẻ vang ai bảo đây là chu tú nhi mở miệng chứ nàng thật muốn quyết tâm kiên trì đừng nói hắn, ngay cả minh tâm thánh nhân đến cũng phải luồn cúi, sau này lại nghĩ cách bồi thường lăng hàn A. À. Đây là sư mẫu, chín thánh nhân nào dám bất kính. Có trách thì chỉ trách lăng hàn quá kiêu ngạo, lúc trước không chịu chui qua lỗ chó, kết quả hắn ở bát viện thành công địch của hết thảy học sinh cũ, mà hiện tại cũng bởi vì không muốn cúi đầu với vợ của đại thánh, kết quả ngay cả thi đấu cũng không tham gia được. Người thấp cái đầu có khó khăn như thế sao? Ở trên con đường võ đạo, chỉ cần ngươi không trèo đỉnh, vậy khẳng định không thể tránh khỏi cúi đầu cần gì khổ như thế chứ? Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, được, nếu hai vị muốn lưu ta uống trà, vậy ta liền phụng bồi. Đi, ai mời người uống trà? Chu Tú Nhi cười gần, hiện tại ngươi có thể chấn định, nhưng chỉ cần đến ngày mai, càng ngày càng tiếp cận thi đấu, xem ngươi không gấp đến độ đứng ngồi không yên. Nàng mười phần mong đợi nhìn thấy dáng dấp của Lăng Hàn khi đó. Cùng Lăng Hàn có thâm cừu đại hận gì sao? Không có, ai bảo đối phương dám khiêu khích quyền uy của nàng, vợ của đại thánh, mẫu nghi thiên hạ, người người nhất định phải cung tôn. Lăng Hàn ngồi xuống ở trên ghế, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một bộ cực kỳ chấn định. Thiết, người cứ giả bộ đi, Chu Tú Nhi nhìn ở trong mắt, cũng không có trách cứ Lăng Hàn không mời tự ngồi, có lúc sự nhẫn nại của nàng là tương đối tốt. Cũng không lâu lắm, bé trai liền buồn ngủ, liền nằm ở trên đất, ngủ. Tu Vi phá hư cảnh, đương nhiên không thể sợ sàn nhà dâm mát mà nhiễm bệnh. Thời gian chậm rãi qua đi, chân trời hiện ra ánh sáng rõ ràng, ngay sau đó, mặt trời đỏ bay lên, soi sáng trời cao. Sáng sớm, lại qua nửa canh giờ trận chung kết liền bắt đầu, mà thời gian cho phép đến muộn chỉ có nửa canh giờ, một khi vượt qua thời hạn này sẽ tự động phán thua. Chu Tú Nhi có chút hưng phấn, đối với thiên tài mà nói, chiến bại cũng không đáng thẹn, nhưng đánh cũng không dám đánh, vậy chính là sỉ nhục vĩnh viễn không thể xóa đi. Sau này phàm là thời điểm nói đến Lăng Hàn, sẽ nói đến năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, Lăng Hàn khiếp chiến, vốn là một kẻ nhu nhược đây mới là tổn thương nhất, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Lăng Hàn bất động như núi, có vẻ cực kỳ thong dong. Thời gian đã đi tới trận chung kết bắt đầu, nhưng Lăng Hàn vẫn không có một chút xíu biến hóa. Thiết, cũng quá biết trang đi. Chu Tú Nhi cười gần, mặc kệ Lăng Hàn cúi đầu hay không, hắn cũng không có quả ngon để ăn. Cúi đầu, vậy liền thành nô tài của nàng. Không cúi đầu, liền bỏ qua trận chung kết, sau này bị vạn chúng xem thường, kẻ nhu nhược ngay cả chiến cũng không dám chiến. Từ khi Lăng Hàn ngồi ở chỗ này bắt đầu, liền ý nghĩa hắn đã thua. Bên ngoài, trên quảng trường đã đứng đầy người, đây là trận chiến cuối cùng, cũng nhất định là Long Hổ đấu đặc sắc nhất, mỗi người cũng muốn tận mắt chứng kiến, trong tân sinh khóa này đến cùng ai mới có thể trở thành vương trong vương chân chính. Không phải ai 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 khâm điểm, mà là dùng thực lực đánh ra thứ nhất. Nhưng thời gian đã đến, Lăng Hàn đâu? Cổ đạo nhất đứng ở trên võ đài, hắn trời sinh tiên thai, trên da tự nhiên có một tầng tiên quang diệu chuyển, thật giống như không thuộc về giới này, lúc nào cũng có thể phá tan hư không, cưỡi gió bay đi. Sắc mặt hắn âm trầm, trầm uyên cốc chiến một trận hắn bị loạn tinh nữ hoàng kiềm chế, không thể đoạt được thứ nhất, cái này vẫn là tiếc nuối của hắn. Hắn cực kỳ khát vọng vào hôm nay trong chiến đấu triệt để đánh bại Lăng Hàn, xác lập địa vị vương giả của hắn. Không trải qua trận chiến này, cho dù có 9 vị thánh nhân khâm điểm, vậy cũng không đủ hàm kim. Nhưng Lăng Hàn lại đến muộn, hư, cái tên này sẽ không phải khiếp chiến chứ. Có thể, chỉ cần trận chiến này không tiến hành, vậy hắn liền vĩnh viễn danh bất chính, ngôn bất thuận. Gia hỏa đê tiện vô liêm sỉ này, chờ nửa canh giờ, quá hạn không xuất hiện là bỏ quyền." Một tên lão sư nói, mọi người ồ lên, Lăng Hàn lại khiếp chiến. Đường Đường Vương giả, dù ở trước mặt mọi người chịu thua cũng tốt hơn khiếp chiến, sau này còn có mặt mũi gặp người sao? Muốn lưu lại chỗ bẩn vĩnh viễn tẩy không đi a." À, chương 1597, thoát vây Sư phụ là làm sao? Cửu yêu cùng Đinh Bình đương nhiên không tin Lăng Hàn sẽ khiếp chiến, cũng kỳ quái. Vệ trấn, loạn tinh nữ hoàng phun ra hai chữ, trong mắt phượng lóe lên một tia lệ mang. Người là vệ trấn gọi đi, nhưng cho đến hiện tại vẫn không hiện thân, khẳng định có quan hệ với người này. Chúng ta đi tìm, Vũ Hoàng, vô tường thánh nhân cũng nói. Không cần, loạn tinh nữ hoàng lắc đầu, tin tưởng hắn, Lăng Hàn có hắc tháp, chỉ ít sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, mà những người bọn họ lại đánh không lại vệ trấn, nếu như đúng là vệ chấn mạnh mẽ vây lăng hàn vậy bọn họ đi tới cũng vô dụng trái lại khả năng thêm phiền cho lăng hàn lấy hiểu rõ của nàng đối với lăng hàn tin tưởng lăng hàn nhất định sẽ có hành động bọn người long hương nguyệt thiên hạ đệ nhị đang đợi mặc dù bọn họ hiểu rõ lăng hàn không sâu nhưng tuyệt không tin hắn sẽ là một kẻ nhu nhược đến ngay cả chiến cũng không dám chiến lăng hàn đột nhiên mở mắt veo hắn bạo phát hết tốc lực triển khai trích tinh bộ nhanh như lưu quang hừ sớm chờ ngươi a à. Vệ trấn cười lạnh một tiếng, một bàn tay lớn nhấn ra, trấn áp càn khôn. Hắn không chỉ là hằng hà cảnh đại viên mãn, hơn nữa còn tới đỉnh cao, cho dù không bằng bốn bá chủ nhậm phi vân, kỳ thiên, nhưng không phải lăng hàn có thể chống đỡ. Oanh, một trường vỗ xuống, nhưng khống chế lực lượng ở trong phạm vi cực nhỏ, ngay cả một sợi tóc của chu Tú Nhi cũng không có nhấc lên. Ồ, nhưng vệ trấn lại kinh dị, bởi vì hắn phát hiện, một trường của mình ấn xuống, căn bản không có bắn trúng lăng hàn. Người đâu, hắn thu trưởng phía dưới một mảnh trống rỗng hiển nhiên lang hàn không có bị hắn đánh giết thành cho mà là ly kỷ biến mất rồi không gian thần khí hắn cùng chu tú nhi đồng thời kêu lên không đúng vệ trấn lập tức lắc đầu không gian thần khí hữu hình cuối cùng cũng có manh mối hắn mở ra thần thức một tấc một tấc tìm kiếm ngay cả một hạt bụi cũng không buông tha nhưng hắc tháp so với bụi còn nhỏ hơn ngàn tỷ lần chính là giới tử căn bản không thể phân biệt ra chỉ ít lấy tu vi của hắn là không thể nào làm được. Lăng Hàn, không thấy. Đúng lúc này, Lăng Hàn tái hiện, soạt, một bước dài bay trốn. Vệ trấn vội vàng đuổi theo, một trường bay ra, nhanh vô cùng. Oanh, một trường vỗ qua, Lăng Hàn lại biến mất. Nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Lăng Hàn lại xuất hiện, tránh thoát công kích, nhanh chân chạy, như thỏ vậy. Đáng chết, làm sao có khả năng, vệ trấn một bên đuổi, một bên cực kỳ khiếp sợ. Hắn có thể kết luận, vừa nãy lăng hàn nhất định là trốn vào trong không gian thần khí mà không phải vận dụng bí pháp nào đó nhưng không gian thần khí chỉ có thể chứa đựng vật còn sống mà thôi lại không phải vô ảnh vô hình thấy quỷ đi hắn suốt liên tục mấy trường nhưng cũng bị lăng hàn dễ dàng tránh thoát để hắn không thể không thay đổi sách lược đột nhiên bạo phát toàn lực lập tức vượt qua lăng hàn hắn biết lăng hàn muốn đuổi đi tham gia thi đấu bởi vậy mục tiêu của hắn cũng rất rõ ràng trực tiếp ngăn đường không gian thần khí lại trâu bò cũng không thể từ trên người ta đi xuyên qua chứ. Thân hình hắn xẹt qua, sau đó xoay người, muốn ngăn trở Lăng Hàn, vậy Lăng Hàn muốn không chính diện giao phong, liền chỉ có rút lui, vậy chính là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Xoạt, nhưng một ánh kiếm sáng lên, cắt về phía hắn. Lăng Hàn lấy ra kiếm gỗ, đạo văn kỳ dị phát sáng, người kiếm hợp nhất, đánh ra công kích mạnh nhất. Vệ trấn đầu tiên là cả kinh, nhưng lập tức cười gần. Đùa giỡn, người chỉ là tiểu cực vị, coi như lại thiên tài lại vương giả thì đã làm sao có thể đuổi theo hơn ba cảnh giới nhỏ tranh lệch hắn không chút do dự mà ra tay nghinh tiếp cho dù vội vàng ra tay kém xa khi phát huy ra một đòn mạnh nhất kiếm đến kiếm gỗ chỉ là nhìn qua phá hoại mà thôi hiện tại rót vào hết thảy lực lượng của lăng hàn nhất thời như bẻ cành khô mà xé ra công kích của vệ trấn cho dù có mấy phần dư âm đánh vào trên người lăng hàn nhưng lấy thể phách của hắn cũng có thể ngạnh kháng lăng hàn nổi giận gầm lên một tiếng tiếp tục thúc đẩy kiếm gỗ tước qua. Chiêu kiếm này, ngậm lấy lửa giận hắn nhịn một ngày. Phốc, lòng bàn tay của vệ trấn lập tức có thêm một vết thương, nhưng lực lượng khổng lồ dâng lên, trấn lăng hàn bay ra ngoài. Oa, à, lăng hàn phun một ngụm máu tươi, da rẻ cả người cũng thẩm thấu ra dòng máu. Cho dù là hắn thừa dịp vệ trấn thất thần, cho dù hắn đã thôi thúc người sát trận, cho dù thể phách của hắn chỉ hơi kém thần thiết cấp 15, cho dù một kiếm của hắn cắt tổn thương vệ trấn, nhưng vẫn chịu đến trọng thương. Ngươi cái tiểu tử giỏi, vệ trấn giận dữ cười, bao nhiêu năm, cách thời điểm hắn bị thương lần trước đã bao nhiêu năm. Tiểu tử này, không chỉ thiên phú cực cao, hơn nữa còn gan to bằng trời, lại thật sự dám cùng hắn liều mạng. Có điều, cảnh giới kém quá lớn, tuy chém tổn thương hắn, nhưng lăng hàn trả giá càng to lớn hơn. Hả, đột nhiên vệ trấn biến sắc, hắn phát hiện không chỉ máu tươi từ vết thương chảy ra, cuồn cuộn không dứt còn có nguyên lực, cũng ầm ầm không ngớt, thậm chí bản nguyên cũng dao động, muốn cùng nhau tiết ra. Chuyện gì thế này? Hắn ngơ ngác giơ tay, chỉ thấy vết thương đen kịt, phảng phất như một vực sâu, không thể nhìn thấy đáy. Không được, vệ trấn không kịp nhớ Lăng Hàn, vội vã khoanh chân ngồi xuống, chân áp thương thế, bằng không máu tươi, nguyên lực cùng sinh cơ của hắn sẽ trôi hết. Lăng Hàn thu kiếm, cũng không có sử dụng bất diệt chân dịch, liền phóng về phía trước. Mà lúc này, một lão sư đã đi lên đài nói: "Nếu Lăng Hàn chủ động bỏ quyền, ta tuyên bố, lần này tân sinh sát hạch người thứ nhất là. Ai nói ta bỏ quyền, soạt, Lăng Hàn một bước dài sông lên võ đài, chiến ý như hỏa. Lăng Hàn xuất hiện, mọi người xôn xao, bọn họ tự nhiên nhìn thấy trên người Lăng Hàn còn đang chảy máu, trên y phục cũng tràn đầy vết máu, vừa nhìn liền biết chính là vừa trải qua đại chiến. Lẽ nào tối ngày hôm qua tên này còn đi ra ngoài, kết quả không biết đắc tội thế lực phương nào, một đường bị đuổi giết chạy về. Muốn nói là ở trong vũ viện phát sinh, vậy khẳng định không có ai tin tưởng. Ai dám ra tay ở chỗ của đại thánh, người lão sư kia hừ một tiếng, làm sao đến muộn như vậy, lang hàn chỉ chỉ cát chảy trên võ đài, ngủ quên không được sao, ngược lại không có vượt qua thời hạn, trong khi hắn nói chuyện, cát trong đồng hồ cũng lặng yên hạ xuống, đại biểu nửa canh giờ đi qua. chương 1598, đến chiến, người lão sư kia tức giận đến vung tay áo một cái, cũng lời nói chuyện, trực tiếp đi xuống lôi đài. Đánh đi, Lăng hàn, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới cổ đạo nhất lạnh lùng nói lăng hàn cười ha ha đối phó một con a à miêu a à cẩu việc nhấc tay nhấc chân ta làm sao đến mức khiếp đảm hiện tại ngươi chữa thương ta cho ngươi một canh giờ khôi phục cổ đạo nhất ngạo nhiên nói hắn muốn đánh bại một lăng hàn ở trạng thái toàn thịt thắng minh bạch rõ ràng cũng làm cho lăng hàn thua không lời nào để nói lời vừa nói ra tất cả mọi người không khỏi gật đầu cổ đạo nhất không hổ là vạn cổ thiên kiêu chỉ nhìn cổ đại khí này liền khiến người ta khâm phục. Theo lý, là Lăng Hàn đến muộn, hơn nữa còn ở lúc sắp hết thời gian, vậy cổ đạo nhất lập tức ra tay cũng không có ai nói cái gì. Cái này là biểu hiện của tự tin, để cho ngươi khôi phục một canh giờ thì đã làm sao? Lăng Hàn khoát tay áo một cái nói, "Không cần, mau mau đánh đi, đánh xong ta còn đi thu phần thưởng." Chuyện này, ngươi cũng quá điên đi, còn không đánh đã nhận định mình tất thắng. Hiện tại tâm tính của cổ đạo nhất không thể so năm đó nhất thời bị làm tức giận hắn uy nghiêm đáng sợ nhìn lăng hàn ngón trỏ không ngừng run rẩy sát ý sôi trào nếu ngươi muốn tìm chết soạt một đạo kiếm khí đánh tới ngăn cản lời nói của hắn đánh liền đánh từ đâu tới phí lời nhiều như vậy lăng hàn thu ngón tay về lại tới cổ đạo nhất suýt chút nữa tức điên trước ở trầm uyên cốc chính là như vậy hắn mới vừa muốn nói chuyện liền bị lăng hàn lấy công kích đánh trở về trong bụng tên tiểu tử này làm sao ghê tởm như vậy đánh nổ ngươi Hắn hét lớn một tiếng, giết về phía lăng hàn, ầm, um, hai người lập tức chiến lên, bởi vì trước đã từng giao thủ, bởi vậy bọn họ không có thăm dò lẫn nhau, lập tức ra tuyệt chiêu, chiến cực kỳ kịch liệt. Cổ đạo nhất trước tiên biến chiêu, vận chuyển ra thần thông thập thế, tiên thai ở sau khi bước vào hàng hà cảnh liền trở nên càng thêm đáng sợ, đầu ngón tay lưu chuyển tiên quang, lực sát thương này cực kỳ kinh người, bị chém trúng một phát, bảo quản thánh nhân cũng cao mày. Bởi vì cái này đã có một bộ phận quy tắc của tiên vực ở bên trong, bằng không làm sao có khả năng được gọi là tiên thai. Lại như tiên ma kiếm, tuy còn chỉ là cấp 11 mà thôi, nhưng bị trực tiếp chém chúng, thánh nhân cũng phải tráng sĩ chặt tay, nếu không sẽ hồn tiêu phách tán. Đây là lực lượng quy tắc vượt qua thần giới. Tuy bất diệt thiên kinh cũng là pháp môn của tiên vực, nhưng Lăng Hàn không dám tùy tiện đi thử nghiệm mình chúng một phát, bất diệt thiên kinh có thể trục xuất sát khí hay không, cẩn trọng một chút mới tốt theo một đời một đời thần thông nổ ra, cổ đạo nhất cũng dần vào vào trạng thái mạnh nhất, chín thế thân cùng xuất hiện, đã biến thành 10 đánh một. Lần này, bản thể của hắn bước vào hàng hà cảnh, chín thế thân đương nhiên cũng có thể phát huy ra uy năng của hàng hà cảnh, thậm chí đều đạt đến đại cực vị, so với lực lượng của bản thể hắn còn cao hơn. Chín thế thân thật đáng sợ, hoặc là nói, cử tử thiên công quá mạnh mẽ, đây là nguyên nhân có thể sinh ra chín thế thân, có thể thấy được. Cửu tử thiên công ở tiên vực cũng có khả năng là bí pháp cực kỳ mạnh mẽ nhất định phải đoạt tới cho vợ lăng hàn thầm nói hắn mở ra thiên uy tước đi chín thế thân hai tinh lực lượng dù như vậy lần này chín thế thân quá mạnh mẽ tước đi hai tinh lực lượng vẫn như cũng nghiền ép hắn ha 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 cổ đạo nhất cười to trước hắn bị giới hạn ở tinh thần cực cảnh dẫn đến uy lực của chín thế thân cũng chịu đến hạn chế nghiêm trọng nhưng lần này không giống mở ra hạn mức tối đa của hằng hà cảnh chín thế thân rốt cuộc bùng nổ ra sức chiến đấu siêu cao chỉ là run dế thần giới làm sao xứng đáng cùng ta đấu. Cổ đạo nhất lấy thần thức truyền âm, vô cùng khinh thường nói. Hắn cho rằng Lăng Hàn chính là thượng cổ thiên tộc, chắc chắn sẽ không tiết lộ bí mật của tiên vực, đây là bí mật của hai người bọn họ. Thần thông thập thế oanh ngang, uy lực quả thực muốn nghịch thiên rồi. Oanh, 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 Lăng Hàn liên tiếp trúng chiêu, 10 đánh một, hơn nữa mỗi một cái phân thân thậm chí mạnh hơn bản thể, dù là Lăng Hàn cũng không cách nào lực địch. Nhưng cổ đạo nhất tu bí pháp của tiên vực, Lăng Hàn sẽ không có sao hắn không chỉ tu, hơn nữa tuyệt đối sẽ không yếu hơn cửu tử thiên công, chỉ là bất diệt thiên kinh mạnh mẽ ở chỗ phòng ngự. Lăng Hàn quả thật bị oanh lui, nhưng chỉ chịu ít bị thương ngoài ra, thần quang màu vàng lưu truyền, thương thế của hắn lập tức khép lại. Ngươi chỉ có chút khí lực ấy sao? Lăng Hàn cười nói, ta sát, sắc mặt của cổ đạo nhất không khỏi chìm xuống, người này miệng vẫn là trước sau như một. Có điều, hắn cũng có chút bị thể phách của Lăng Hàn dọa sợ rồi, rõ ràng không nhìn thấy vận chuyển nguyên lực phòng ngự, Hoàn toàn là dựa vào thể phách ngạnh kháng, châu sắt chân thật A. À. Lẽ nào tên này là đời sau của vài loại siêu cấp tiên thú ở tiên vực sao, bằng không làm sao có khả năng nắm giữ thể phách kinh người như thế. Một bên khác, Hồng Ma cũng bị sợ rồi. Hắn vốn có chút hối hận cùng Lăng Hàn lập ba chiêu ước hẹn, cho là mình bị bại có chút oan, nhưng hiện tại là tâm phục khẩu phục. Buông tay chiến một trận, Lăng Hàn có thể ở phương diện công kích áp đảo hắn hay không không nói, nhưng ở phòng ngự là tuyệt đối vô địch rồi hắn căn bản không thể đánh tan phòng ngự của lăng hàn, coi như có thể ở trước mặt lực khôi phục khủng bố của đối phương cũng không đến nơi đến chốn. hư người phòng ngự mạnh mẽ thì đã làm sao chịu đòn có thể thắng được ta sao? cổ đạo nhất ngạo nhiên nói, lăng hàn nhếch miệng nở nụ cười, ai nói ta chỉ có phòng ngự mạnh mẽ? thần cốt trong cơ thể hắn phát sáng, toàn sát trận thứ nhất trước tiên vận chuyển, từng cái từng cái đến, không vội, lăng hàn xuất kích, triển khai lôi đình kiếm pháp hòa vào sát trận hòa vào tuế nguyệt thiên thu. Lấy thân hóa trận, nhãn lực của cổ đạo nhất quả nhiên cao minh, hắn lập tức nhìn thấu công kích của Lăng Hàn. Có chút ý nghĩa, thể phách mạnh mẽ, có thể hòa vào trận pháp cấp 14. Đáng tiếc, ở trước mặt ta, trận pháp cấp 14 lại đáng là gì? Mười thế thân đồng thời phát huy, dễ dàng liền hóa giải đòn đánh này. Lăng Hàn, người không phải đối thú của ta, cổ đạo nhất ngạo nhiên nói, nằm dạp ở trước mặt ta, người hẳn phải biết. Ta có thể mang ngươi đi về phía huy hoàng. Chương 1599, chiến đấu cuối cùng. Hắn là tiên vực chảm Trần lão tổ a." lang Hàn cười ha ha nói, "Đừng nóng vội, cho hay còn ở phía sau." Hắn vận chuyển hai cái sát trận lại oanh, vẫn dễ dàng hóa giải. Ba cái, nụ cười trên mặt cổ đạo nhất dần dần cất đi, lộ ra vẻ nghiêm túc. "Làm sao sát trận chi uy càng ngày càng mạnh, rõ ràng vẫn là cấp 14, nhưng uy lực vượt xa, cái này không hợp đạo lý a. Ngươi, ngươi dùng hợp không chỉ một cái sát trận." Cổ đạo nhất đột nhiên tỉnh ngộ, trên mặt tất cả là ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Lần này, hắn thực sự khiếp sợ rồi. Cổ đạo nhất kiến thức uyên bác, cái này chủ yếu đến từ đời thứ nhất, tám thế kế tiếp hắn chỉ ở thần giới khổ tu, lại nói, thần giới cũng không có món đồ gì đáng giá hắn đi coi trọng, đời thứ 10 là vừa mở ra. Ở tiên vực, lấy thân là trận cũng không ngạc nhiên, có mấy người đi con đường thể phách mạnh mẽ, liền ở trong người lạc ấn xuống sát trận, có mấy người càng là hậu duệ của siêu cấp tiên thú, từ nhỏ thần cốt cứng cỏi, không cần tu luyện liền có thể khắc xuống sát trận. Nhưng hắn tuyệt chưa từng thấy, có người lại có thể ở trong người khắc xuống không chỉ một tòa sát trận. Lại có biến thái như thế, lại có quái thai như vậy. T, lẽ nào đây là siêu thoát tầm mắt của hắn, cách xa ở trên cấp độ chảm chân. Hậu duệ vương tộc sao, năm đó cổ đạo nhất thân là chảm trần lão tổ, đã có tư cách tiếp xúc bí mật của chàng náo động lớn, chân tướng của đại thanh tẩy, toàn bộ tiên vực có tiếp cận một phần ba thế lực gặp phải giết chóc, trục xuất, trong đó càng không ít cấp bậc vương giả. Tỷ như hắn được cử tử thiên công, chính là gặp may đúng dịp tìm được ở tổ địa của một vương tộc, đáng tiếc lúc đó hắn còn chưa tu luyện, liền cùng gia tộc gặp phải thanh tẩy, bị trục xuất ra tiên vực. Hắn là người của tiên vực, nhưng vẫn không có chạm tới vòng tròn tầng thứ cao nhất của tiên vực. Có thể có vương giả mạnh mẽ, ở trong người khắc xuống không chỉ một bộ sát trận thì sao? Cổ đạo nhất không khỏi lộ ra vẻ mơ ước, nếu như hắn có thể thu được bí mật như vậy, vậy thực lực của hắn tất nhiên sẽ càng tăng cao. Hợp bí pháp của hai đại vương tộc, vậy ngày sau ở tiên vực tất cũng có thể trở thành tiên vương, thành lập vương tộc của mình. Ngươi thật là một lần lại một lần để ta giật mình. Hắn lớn tiếng quát, mười đời oanh ngang, muốn triệt để trấn áp Lăng Hàn. Lần này, hắn muốn thắng Lăng Hàn, mà tiếp đó, hắn liền muốn cướp đoạt tất cả của Lăng Hàn, bao quát nữ tử tu cửu tử thiên công kia, để tiên thai của hắn càng thêm siêu phàm. Hắn tin tưởng, Lăng Hàn chính là bồi thường của trời cao đối với hắn. Phần đại lễ này, hắn vui lòng nhận. Lăng Hàn cười ha ha, năm sát trận đồng thời vận chuyển, tăng sức chiến đấu của hắn lên đến độ cao của hàng hà cảnh đại cực vị. Âm, um, hai vương giả mạnh nhất từ trước tới nay không ngừng đối đầu, theo Lăng Hàn không ngừng tăng lên số lượng sát trận, sức chiến đấu của hắn cũng càng ngày càng đáng sợ, mà ở phòng ngự hắn vốn là vô địch, cái này tự nhiên để hắn quét qua yếu thế, bắt đầu phản kích. Cổ đạo nhất vất vả rồi. Đừng nhìn Lăng Hàn chỉ đơn giản vung vung nắm đấm, đánh ra kiếm khí, nhưng cái này dung hợp tuế nguyệt thiên thu, là pháp môn của tiên vực. Lại thêm năm sát trận, kia là xây dựng ở trên bất diệt thiên kinh, mà bất diệt thiên kinh càng vượt xa tuế nguyệt thiên thu. Công kích như vậy còn không châu bò, nhưng cổ đạo nhất cũng không đơn giản, cử tử thiên công đồng dạng là bí pháp mạnh mẽ ở tiên vực, đến từ một vương tộc, ở tiên vực cũng có thể coi như trí tôn. Mà cử thế tu ra tiên thai, càng nắm giữ tiên khí, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ hai người này quyết đấu, nếu không phải lực lượng còn bị hạn chế ở hàng hà cảnh trung cực vị đến đại cực vị, chỉ luận lực phá hoại, lực sát thương, ngay cả cường giả đại viên mãn bị oanh lên một cái cũng trọng thương. Lăng Hàn hét dài một tiếng, một hơi vận chuyển ra 10 tòa sát trận, nhất thời, cả người hắn có ánh sáng ngũ hành phun trào, âm dương nhị khí quấn quanh, phía sau hóa ra pháp tướng, chiều cao vạn trượng, nhắn cổ đạo nhất một quyền tàn nhẫn đánh xuống. Cái gì? Cổ đạo nhất mở tròn hai mắt, khó mà tin nổi đến cực điểm sức chiến đấu của lăng hàn lại còn có thể tăng lên hắn gầm một tiếng miệng mở ra phun ra một đạo tiên quang sau đó khi thế nhất thời tăng vọt một trường tước về phía lăng hàn ầm um, toàn bộ võ đài phát ra rung động kịch liệt từng vết nứt xuất hiện hầu như muốn nứt toác hai vương giả cực điểm thăng hoa chiến một trận ngay cả võ đài cũng không thể chịu đựng sắc mặt của cổ đạo nhất âm trầm tuy ở trên đòn đánh này hắn không bị thương nhưng mất đi một tia lực lượng tiên nguyên đây là lá bài tẩy của hắn do cửu tử thiên công xúc tích bước vào hằng hà cảnh mới tu ra một khi vận dụng thực lực của hắn liền có thể tăng vọt gấp trăm lần nhưng chỉ có thể sử dụng ba lần là một trong lá bài tẩy mạnh mẽ nhất của hắn nhưng vừa nãy lại dùng mất rồi dưới cái nhìn của hắn trong cùng cấp căn bản không có ai đủ tư cách để hắn sử dụng lực lượng tiên nguyên nhưng hiện tại là bị áp sát tự vệ đối với tự tin của hắn chính là một đả kích nặng nề thực lực của lăng hàn lại mạnh đến mức như vậy rõ ràng chỉ là hằng hà cảnh tiểu cực vị nhưng có thể lấy thân hóa trận, khắc xuống sát trận cấp 14, hơn nữa không chỉ một tòa. Cái tên này tuyệt đối là huyết mạch vương tộc tiên vực, nếu không không thể biến thái như thế. Vương tộc A, lấy tiên vực to lớn, lịch sử lâu dài, nhưng vương tộc lại có mấy cái. Hắn nhất định phải được huyết mạch như vậy, lang hàn đắc thế không dung người, nếu 10 tòa sát trận đã hiện, vậy liền trở lại. Hắn xông ra ngoài, cả người bao bọc trong quang mang, ngũ hành, âm dương đan dệt, 10 tòa sát trận đồng thời vận chuyển, tia sáng này quả thực cháy mắt. Cổ đạo nhất ngưng quyền đón nhận, lực lượng tiên nguyên của hắn vẫn không có dùng hết, lúc này mạnh mẽ vượt qua đỉnh cao, tự nhiên không sợ chiến một trận. Hí, hô, dưới lôi đài, tất cả mọi người cũng nhìn mà thần trì hoa mắt, ngay cả những lão sư kia cũng biểu hiện nghiêm túc. Tân sinh lần này quá biến thái A, hiện tại bọn hắn đem hết toàn lực còn có thể chấn áp hai người này, nhưng không cần mấy năm, sức chiến đấu của hai người này liền vượt qua, có thể chấn áp bọn họ liền chỉ còn dư lại bá chủ trong phân viện.